Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 581, bồng bột phát triển. Thượng Hải Long chỉ vào đồng hồ, nói, còn 5 phút nữa là tan ca rồi, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng nhé. Chúc mừng mà gã nói chính là chúc mừng em gái Thượng Hải Tâm tới đơn vị công tác mới báo danh. Trương Dương sảng khoái nói, được, tối nay để tôi làm chủ, tới đường Thủy Hồ Mắt Phượng ăn lẩu cát, anh đợi một chút, để tôi gọi điện thoại cho Lương Thành Long, gọi anh ta cùng đi. Trương Dương mấy hôm rồi không tới phố Thủy Hồ Mắt Phượng, đợi tới khi tới quán lẩu cát của Chu Lão Tam bên cầu Cùng Nguyệt thì phát hiện quán lẩu cát đã đóng cửa, tất cả cửa hàng ăn ở phố Thủy đều không làm việc, đi đường hỏi mới biết là thị lý muốn sửa trị hoàn cảnh mềm, ở trong phạm vi toàn thành phố triển khai một lần đại kiểm tra ngành phục vụ ẩm thực, những quán ăn này tất cả đều ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Thượng Hải Long cảm thấy có chút mất hứng, Nam Tích các anh làm cái gì vậy? Ngay cả chỗ để ăn cũng không tìm được. Lương Thành Long cười nói, không chỉ là Nam Thích đâu, toàn bộ Bình Hải gần đây đều làm chặt bộ mặt thành phố, nghe nói cuối tuần Phó Thủ tướng Văn sẽ tới Bình Hải thị sát. Tôi thấy sửa trị hoàn cảnh mềm là giả, làm công phu ngoài mặt là thật, những quán ăn này muốn mở lại chắc là phải đợi sau khi Phó Thủ tướng Văn đi khỏi. Gã nói với Trương Dương, cha nuôi cậu tới chắc cậu cũng biết chứ nhỉ. Trương Dương cười cười, trong lòng có chút buồn bã, từ sau khi bởi vì chuyện của Tần Manh Manh mà chọc giận Tần gia. Giữa hắn và Văn gia tựa hồ như đã sản sinh một tầng ngăn cách. Lần trước sau khi từ Kinh Thành về, hắn có gọi điện thoại cho mẹ nuôi La Tuệ Ninh một lần, nhưng trong điện thoại cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, không đi sâu vào bất kỳ đề tài nào. Thái độ của La Tuệ Ninh đối với hắn tuy rằng vẫn rất thân thiết, nhưng Trương Dương luôn cảm giác rằng tựa hồ như thiếu cái gì đó. Hắn biết, bởi chuyện của Tần Manh Manh mà mình đã mang tới cho Văn gia không ít phiền toái, có một số chuyện ở sau lưng là không thể nói rõ được, hắn cũng không muốn đi làm rõ. Cho nên sau cú điện thoại đó, hắn cũng không chủ động liên hệ với mẹ nuôi nữa. Thượng Hải Tâm nói, tôi chẳng quan tâm là ai tới thị sát, cũng không quan tâm thị lý làm hoạt động gì, tôi hiện tại đói rồi, còn nói là tẩy trần cho tôi, thì ra là dẫn tôi tới Hồ Mắt Phượng uống gió Tây Bắc. Mọi người đều bật cười. Trương Dương nói, hay là chúng ta tới sở chiêu đãi của Ủy ban Thể dục Thể thao vậy? Đang nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói kinh hỉ vang lên, chủ nhiệm Trương. Trương Dương xoay người lại, nhìn thấy Lão Trang đẩy một chiếc xe đạp đi tới, Trương Dương cười nói, Lão Trang à, sao khéo vậy? Lãn Trang nói, ngài tới nhà tôi ăn cơm đi, thị lý vừa hạ thông chi, bắt đầu từ ngày hôm qua tất cả hàng ăn của phố Thủy đều phải đóng cửa, lúc nào được mở lại thì sẽ thông báo, tôi vừa mới tới khách sạn đưa vịt hun khói, đi qua đây không ngờ lại gặp ngài. Trương Dương cười nói, tôi không biết tình huống nơi này, cho nên tới uổng công một chuyến. Vốn định mới mấy người bạn của tôi đi ăn cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Trang cười nói, đã mất công đi rồi thì không thể uổng công được. Chu Lão Tam mở phân điếm ở nhà máy bia ở phía trước, ngay trước cửa lớn của túc xá, phía đó không có ai kiểm tra, tôi dẫn ngài đi. Trương Dương nói, không cần đâu, chúng tôi tự đi cũng được. Lão Trang cười nói, tiện đường mà, không có gì phiền cả, nhà tôi cũng sống ở gần đó. Tôi lái xe dẫn đường cho các vị, không xa đâu, chỉ khoảng 2 dặm thôi. Lão Trang lên xe tiến về phía trước. Mấy người lên xe Audi của Thượng Hải Long, chậm rãi đi theo sau. Lương Thành Long thật sự là phục Trương Dương rồi, giơ ngón cái về phía hắn, chủ nhiệm Trương thật sự là quen biết khắp thiên hạ, trên tới vương hầu tướng tướng, dưới tới phiến phu tẩu tốt, không có ai là anh không quen cả. Trương Dương không khỏi đắc ý nói, đây chính là nhân mạch, anh cũng phải học theo. Đừng có cảm thấy có mấy đồng tiền là coi mình thành xã hội thượng lưu. Lương Thành Long nói, tôi là loại người đó ư. Thượng Hải Long cười nói, anh Lương, đây chính là sự khác biệt giữa kinh thương và tòng chính, muốn làm quan thì phải hòa mình với người dân, không có cơ sở quần chúng thì sao có thể khai triển được công tác. Thượng Hải Tâm nói, em cảm thấy Trương Dương như vậy cũng không có gì không tốt cả, nhân sinh ở trên xã hội này đều là bình đẳng, không ai cao quý hơn ai cả. Lương Thành Long rất bất bình đá một câu, Trương Dương, tôi sao cảm thấy là con gái ai cũng hướng về cậu cả vậy. Đầu óc của Thượng Hải Tâm vô cùng linh hoạt, cô ta lập tức nói, đó là bởi vì anh ấy là bạn học của tôi. Trương Đại Quan Nhân há miệng cười ha ha, thầm nghĩ, đâu phải chỉ đơn giản là bạn học, không những là bạn học mà chúng ta còn cùng lên giường nữa. Nhưng những lời như vậy chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, nhất định không thể nói ra ngoài miệng. Mấy người đi theo Lão Trang tới ký túc xá của nhà máy bia, chi nhánh của Chu Lão Tam mở ở cửa lớn của nhà máy, nơi này rất yên tĩnh,
thị lý căn bản không tra xét tới loại địa phương này. Chu Lão Tam nhìn thấy bọn Trương Dương tới rất là cao hứng, y mỉm cười đón bọn Trương Dương vào, giới thiệu với Trương Dương, tôi vừa mới tiếp nhận quán ăn này, vẫn còn chưa chính thức khai trương. Diện tính lớn hơn một chút, có điều lại hơi hẻo lánh, đều là các hộ gia đình và công nhân của nhà máy bia tới đây ăn cơm, sinh ý cũng tạm được. Trương Dương nhìn thấy trong đại sảnh của quán ăn ngồi chật kín người, xem ra sinh ý không tồi. Chu Lão Tam mời bọn họ lên lầu, bởi vì không có phòng riêng cho nên lâm thời đặt một cái bàn ở sân thượng, cũng may mùa đông của Nam Tích không tính là lạnh. Chu Lão Tam có chút áy náy nói, chủ nhiệm Trương, thật sự là ngại quá, hiện tại vẫn chưa có phòng, ngài ngồi đợi một lát, đợi khi mọi người đi rồi tôi lập tức đưa ngài vào phòng. Trương Dương cười nói, không cần phiền phức vậy đâu, trời cũng không lạnh, ngồi ở sân thượng ăn cơm cũng tốt. Thường Hải Tâm đứng ở trên sân thượng chỉ về đằng xa, nói, ở đây còn có thể nhìn thấy hồ Mắt Phượng nữa. Chu Lão Tam nói, bây giờ còn nhìn được, chờ sang năm ký túc xá của nhà máy bia cải tạo, ở phía trước sẽ xây thêm một loạt ký túc xá. Các vị ngồi trước đi, tôi lập tức đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Thường Hải Long nói, chúng tôi có mang theo rượu của mình rồi. Chu Lão Tam cười cười nói, bia đen mới của nhà máy chắc các vị còn chưa được thử đâu. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền đưa lên 4 món ăn, trong đó có cả vịt hun khói của Lão Trang, Thường Hải Long mở rượu trắng, bởi vì ăn cơm ở bên ngoài cho nên Thường Hải Tâm cũng uống một chút rượu, sau khi vài chén rượu vào bụng, cảm thấy người ấm lên rất dễ chịu, lúc này bên trong đã có phòng trống, nhưng bọn họ cũng không muốn phiền phức, cảm thấy ngồi ở trên sân thượng uống rượu yên tĩnh hơn. Lương Thành Long khen không ngớt miệng vịt hun khói mà Lão Trang làm, vị đạo rất chính tông, còn định chuẩn bị mang về mấy con cho chú. Thường Hải Long bởi vì phải phụ trách lái xe, cho nên chỉ uống một chút bia đen, gã lúc này mới nhớ tới chuyện em gái đi báo danh, đúng rồi, Trương Dương, cậu an bài chức vị gì cho em gái tôi? Trương Dương cười nói, chủ nhiệm trung tâm tin tức. Thường Hải Long nói, đó chẳng phải là hư chức ư. Không có quyền lực gì à? Thường Hải Tâm nói, em sợ nhất là dính dáng đến quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, trung tâm tin tức cũng tốt, được giao tiếp nhiều với máy tính. Lương Thành Long nói, theo tôi biết thì Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích vẫn chưa có trung tâm tin tức mà. Trương Dương gật đầu nói, đúng vậy, chính vì không có cho nên mới phải thành lập, chủ nhiệm Thường của chúng ta phụ trách công tác thành lập trung tâm tin tức. Thường Hải Long cười nói cả nửa ngày, thì ra em gái tôi là lãnh đạo của chính mình. Trương Dương hỏi ngược lại, cô ấy không phải là lãnh đạo của mình thì chẳng lẽ muốn làm lãnh đạo của tôi? Tôi hiện tại là cấp chính ban. Cô ấy mới là cấp khoa thôi. Mấy người đồng loạt mắng, tinh vi. Trương đại quan nhân hớn hở nói, vì coi các anh là bạn bè cho nên tôi mới chia sẻ niềm vui của tôi với các anh, nhưng nhìn bộ dạng của các anh, tôi rất thất vọng, rất thất vọng. Thằng ô này ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối em, cố nặn ra vẻ mặt khệnh khạng, kẻ đố kỵ người khác là hạng tầm thường. Lương Thành Long nâng chén nói, nào, ba chúng ta kính chủ nhiệm Trương thăng chức, chúc mừng chủ nhiệm Trương vinh thăng cán bộ cấp chính ban. Khơi dòng cho Nam Tích, trở thành cán bộ cấp chính ban trẻ tuổi nhất trong thể chế Nam Tích. Trương Dương cười nói, Sa Luân Chiến à, ba người cộng lại cũng chẳng uống bằng tôi đâu. Thường Hải Long nói, cho nên cậu cũng đừng nghĩ là không công bằng. Trương đại quan nhân tâm tình rất tốt, cười tâu tuét nói, muốn uống thế nào thì uống thế nấy, hôm nay chúng ta không say không thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mấy người bọn họ bất kể là như thế nào cũng không liều mạng uống rượu được. Một là mọi người hiểu rõ nhau, hai là Thường Hải Tâm là con gái, bọn họ cũng không tiện uống nhiều. Mấy chén rượu xuống bụng, Lương Thành Long nói, tôi nghe nói Hải Thiên được viên ba lấy rồi. Trương Dương cười nói, tin tức của anh cũng linh thông thật. Lương Thành Long nói, viên ba là bạn bè với tôi phát hiện viên ba thật sự là rất tốt số, lúc trước khi Chu Vân Phàm gặp nạn, hắn thông qua tôi lấy được Vọng Giang Lâu với giá thấp, hiện tại đoàn Kim Long của Hải Thiên gặp nạn. Hắn lại dưới sự trợ giúp của cậu tiếp nhận Hải Thiên, khẳng định chiếm không ít tiện nghi trong đó. Trương Dương nói, viên ba làm ăn rất quy củ, Hải Thiên do hắn kinh doanh khẳng định so với ở trong tay đoàn Kim Long thì tốt hơn nhiều. Trong chuyện này hắn mới là người điều khiển chân chính. Lương Thành Long thở dài, người anh em, trước đây tôi ngoài miệng thì phục cậu, nhưng trong lòng thì lại không phục, nhưng chuyện của chuyện này cậu làm rất đẹp, rốt cuộc là cậu dùng biện pháp gì mà có thể bắt hắn ngoan ngoãn giao Hải Thiên ra vậy? Trương Dương nói, tôi không có liên quan gì tới chuyện này cả, anh đừng có đổ oan cho tôi. Lương Thành Long cười cười, gã biết Trương Dương sẽ không thừa nhận, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện này.
Gã chuyển đề tài sang chuyện khu đất sân thể dục, nghe nói thị lý đã quyết định phương án bán đấu giá khu đất đó rồi. Trương Dương gật đầu, trải qua sự thảo luận của các thường ủy, đã quyết định giao quyền bán đấu giá cho chúng tôi, có điều thu nhập bán đất 70% giao cho thị lý, 30% còn lại thì để làm kinh phí tổ chức vận hội tỉnh. So với dự đoán của chúng tôi thì ít hơn nhiều, tôi vốn còn cho rằng có thể lấy được 50%. Lương Thành Long nói, giá bán khởi điểm là bao nhiêu? 1 triệu. Vậy thì ít nhất là cậu có 3.000 vạn rồi. Trương Dương nói, 3.000 vạn vẫn không đủ để tôi trả khoản công trình của trung tâm thể dục mới. Lương Thành Long nói, có lẽ có thể bán được với cái giá trên trời đó. Trương Dương nói, thật ra cạnh tranh chân chính chỉ là giữa Tinh Nguyệt và Hà Trường An, tôi đoán rằng giá sẽ không quá cao đâu. Lương Thành Long nói, sau khi có được khoản tiền này, có thể cân nhắc ưu tiên trả một ít khoản công trình cho chúng tôi không, sắp đến năm mới rồi, cửa ải cuối năm khó khăn lắm. Trương Dương gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng, chuyện này tôi khẳng định sẽ đặt anh lên đầu tiên. Thật ra Lương Thành Long căn bản không phải nhắc nhở Trương Dương, trong lòng Trương Dương biết rõ. Cửa ải khó khăn cuối năm mà Lương Thành Long nói chỉ là một nguyên nhân trong đó, hiện tại trên tay gã có bao nhiêu công trình cùng làm, tập đoàn Phong Dụ ở cảng nước sâu còn có một bộ phận công trình, Lương Thành Long muốn chiếu cố cả hai nơi nên trên tài chính vô cùng khẩn trương. Gã không thể bằng Kiều Bằng Cử, bối cảnh và gia thế của Kiều Bằng Cử quyết định có người nguyện ý chi tiền cho gã, ví dụ như Hà Trường An, khu đất sân thể dục cũ, Hà Trường An là muốn để Kiều Bằng Cử ra mặt lấy đất, còn y ở phía sau bỏ vốn tài trợ. Hà Trường An nhìn chúng bối cảnh của Kiều Bằng Cử, Lương Thành Long thì hiện tại vẫn chưa đủ sức khiến Hà Trường An cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đều là con cháu của cán bộ cao cấp, nhưng bối cảnh lại không giống nhau, hàm lượng cũng không giống nhau. Thông qua sự tác hợp của Vương Chuẩn, Châu Đức Long đồng ý làm đại sứ hình tượng miễn phí cho vận hội tỉnh Bình Hải, hơn nữa lúc trước Kiều Mộng Viện và Thì Duy đã đáp ứng hỗ trợ liên hệ với quán quân thế giới Hứa Di, lại đã ký hợp đồng với quan chỉ tình. Vận hội tỉnh hiện tại đã có 3 vị đại sứ hình tượng, Trương Dương cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, chuẩn bị ở Nam Tích an bài một nghi thức ký hợp đồng long trọng, nhưng Hứa Di và Châu Đức Long đều rất bận, không thể đồng thời tới Nam Tích ký hợp đồng. Vừa hay Châu Đức Long có hoạt động đại diện ở Đông Giang, mà Hứa Di lại ở Đông Giang tham gia giải thi đấu thể dục nhịp điệu sinh viên, Kiều Mộng Viện đề nghị chọn địa điểm ký hợp đồng ở Đông Giang. Vì biểu hiện sự coi trọng đối với việc ký hợp đồng đại sứ hình tượng lần này, Trương Dương đặc biệt mời Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Hạo đến, đồng hành còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Tang Kim Đường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Thôi Quốc Trụ, Chủ nhiệm Văn phòng Hiện trường Tổ ủy hội Vận hội tỉnh Tiêu Điều Mẫn, Chủ nhiệm Trung tâm Tin tức Ủy ban Thể dục Thể thao Thường Hải Tâm, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Thể dục Thể thao Phó Trường Trinh, phía Trần Hạo còn có thư ký, Bộ Tuyên truyền Thị ủy cũng phái 2 cán bộ cấp phó ban đi cùng. Đài truyền hình phái tới nữ chủ bá đang nổi là Lâm Phương Phỉ. Còn có một gã quay phim và một gã đạo diễn hiện trường, một đoàn hơn 10 người ngồi trên xe khách cỡ chung của thị lý vào buổi chiều ngày thứ tư liền tới Đông Giang, an bài nhật trình của bọn họ là vào buổi tối cử hành một tiệc rượu tuyên truyền ký hợp đồng, sáng ngày hôm sau sẽ chính thức ký hợp đồng với 2 đại sứ hình tượng, sau đó quay về. Thường Hải Tâm lần này tới Đông Giang còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là chuyện thương lượng tổ chức trung tâm tin tức, Trương Dương đã nói chuyện này với Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng đề nghị để công ty Lam Hải của Cố Minh Kiện, em trai cô ta tham dự tổ chức trung tâm tin tức. Cố Minh Kiện hiện tại đã tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của Lam Hải, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hiện tại tình huống vận doanh của công ty rất khá, đã tiếp nhận không ít đơn hàng, hệ thống khống chế trí năng của sân bay mới Giang Thành chính là do Lam Hải làm. Dưới sự dẫn dắt của Cố Minh Kiện, nghiệp vụ của Lam Hải sau sự bấp bênh lúc ban đầu đã bắt đầu phát triển không ngừng. Quan hệ giữa Trần Hạo và Trương Dương đã không còn đối chọi gay gắt như trước đây, trên chính trị không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, hiện tại mục tiêu của gã và Trương Dương là nhất trí, bọn họ đều muốn làm tốt vận hội tỉnh lần này. Nhìn thấy biểu hiện của Trương Dương sau khi đến Nam Tích, Trần Hạo càng ngày càng thấy thằng ôn này không đơn giản, người như vậy vừa hay lại là cấp dưới của mình, nếu gã không biết lợi dụng tốt thì thực sự là đáng tiếc. Bọn họ tới Đông Giang. Trương Dương an bài mọi người ở tại Nam Quốc Sơn Trang, ông chủ của Nam Quốc Sơn Trang Lý Quang Nam trước mắt đang đầu tư khách sạn Nam Dương Quốc tế ở Nam Tích. Trương Dương đã từng giúp y một việc lớn, mà cho dù không có mối quan hệ này, Lý Quang Nam đối với đám lãnh đạo cao tầng của Nam Tích này vẫn sẽ hầu hạ cẩn thận. Lần này Lý Quang Nam và Nhậm Văn Bân đều ở Nam Quốc Sơn Trang, bọn họ ở bãi đỗ xe chờ đám người Trương Dương đến. Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Hạo vừa mới xuống xe, Lý Quang Nam cũng bước tới.
y vươn tay ra, nói, hoan nghênh thị trưởng Trần đại giá quang lâm. Trần Hạo và Lý Quang Nam không quen nhau, Trương Dương giới thiệu, thị trưởng Trần, vị này là tổng giám đốc Lý Quang Nam tiên sinh của Nam Quốc Sơn Trang. Trần Hạo bắt tay với Lý Quang Nam, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trương Dương lại bổ sung, khách sạn Nam Dương quốc tế ở Đông Nam trung tâm thể dục mới Nam Tích của chúng ta chính là Lý tiên sinh đầu tư. Trần Hạo nghe nói tới chuyện này, nhiệt tình cầm hai tay của Lý Quang Nam nói, thì ra đều là người một nhà, Lý tiên sinh đầu tư vào Nam Tích, coi như là người Nam Tích chúng ta rồi. Lý Quang Nam rất biết ăn nói, tôi rất coi trọng hoàn cảnh kinh tế chính trị của Nam Tích, sau khi đầu tư vào Nam Tích, tôi càng ngày càng có cảm tình sâu đậm với mảnh đất này. Hiện tại tôi đã coi mình trở thành người Nam Tích đã là cố hương thứ hai của tôi. Trần Hạo rất có cảm xúc nói, Lý tiên sinh nói rất hay, chỉ cần là người đã có cống hiến đối với sự phát triển kinh tế của Nam Tích chính là một phần tử của Nam Tích chúng ta. Trương Dương nghĩ thầm, loại thương nhân như Lý Quang Nam, từ bản chất mà nói thì ai có sữa thì người đó là mẹ, Nam Tích cho y cơ hội kiếm tiền y đương nhiên sẽ nói tốt về Nam Tích, nếu thua lỗ ở Nam Tích, y chắc chắn sẽ không nói những lời này. Thật ra Trần Hạo cũng chỉ nói giọng quan cách, loại lời nói như thế này gã đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cơ hồ gặp mỗi một nhà đầu tư đều sẽ ứng phó như vậy. Trương Dương ở bên cạnh lẳng lặng bàng quan, cảm thấy rất thú vị, hắn phát hiện mỗi người trên thế giới này đều đang diễn kịch. Lý Quang Nam và Nhậm Văn Bân tự mình dẫn bọn họ vào phòng, Trương Dương và Nhậm Văn Bân đi rớt lại phái sau, Trương Dương nói khẽ chuyện tiệc rượu tối nay được an bài xong chưa. Nhậm Văn Bân cười nói, chủ nhiệm Trương yên tâm. Chuyện mà ngài đã dặn dò đối với chúng tôi mà nói là chuyện quan trọng hàng đầu. Mấy người đi xung quanh nghe thấy những lời này của Nhậm Văn Bân, nghĩ thầm Trương Dương này đúng là nhân mạch quá rộng. Trương Dương nhìn đồng hồ, giờ đã là 4 giờ chiều rồi, Nhậm Văn Bân nói với hắn Châu Đức Long và Hứa Di vẫn chưa đến. Trương Dương nói, không vội, đã nói là 7 giờ tốt rồi mà. Trước tiên an bài cho bọn thị trưởng Trần nghỉ ngơi một chút. Trần Hạo quay đầu lại, cười nói, tôi không mệt. Gã chỉ vào mặt cỏ nhấp nho ở đằng xa, nói chỗ các vị còn có cả sân gôn cơ à. Lý Quang Nam nói, sân huấn luyện chơi gôn, thị trưởng Trần có muốn đi thử vài ván không? Hôm nay hưng chí của Trần Hạo khá cao, được, đi làm vài ván. Gã vừa đi, mấy nhân viên tùy hành đa số đều đi theo. Trương Dương không đi, bởi vì hắn phải đi xem tình huống bố trí tiệc rượu, Thường Hải Tâm cũng không, cô ta không cần phải lấy lòng Trần Hạo. Hơn nữa cô ta sắp phải tới chi nhánh công ty Lâm Hải ở Lam Sơn để bái phỏng Cố Minh Kiện bàn chuyện tổ chức trung tâm tin tức. Trương Dương gọi điện thoại cho Cố Giai Đồng trước, báo rằng mình đã tới Đông Giang, Cố Giai Đồng cũng vừa từ Bắc Kinh về không lâu, gần đây vì chuyện quảng cáo tân dược mà phải bay tới các nơi trong nước, khó khăn lắm mới về được Đông Giang một chuyện. Trương Dương trong điện thoại nói chuyện trung tâm tin tức, Cố Giai Đồng nói, thế này đi, anh bảo Hải Tâm trực tiếp tới chi nhánh công ty, em cũng tới đó. Trương Dương cười nói, buổi tối chỗ này có tiệc rượu ký hợp đồng, em gọi cả Minh Kiện tới đi. Cố Giai Đồng hơi do dự, nói khẽ em tới có thích hợp không? Trương Dương cười nói, sao mà không thích hợp, buổi tối có rất nhiều bạn bè cũng tới, em tới cũng là để ủng hộ cho anh mà, vả lại. Trương Đại Quan Nhân nhìn chung quanh, phát hiện không có ai mới hạ giọng nói, anh cũng nhớ em lắm. Cố Giai Đồng đầy nhu tình nói, vì anh nói những lời này nên em sẽ tới. Trương Dương cười cười, lúc này Thường Hải Tâm đi về phía hắn, Trương Dương vội vàng tạm biệt Cố Giai Đồng rồi gác máy. Thường Hải Tâm hôm nay mặc rất thoải mái, áo jacket màu mâu, quần bò màu xanh, đi một đôi giày thể thao màu đỏ. Trương Dương cười nói, hôm nay sao trông giống như học sinh thế? Thường Hải Tâm nói, tôi ở trong mắt anh già lắm à? Trương Dương cười nói, cô mẫn cảm quá, tôi không có ý khen cô đâu, cô trước đây không phải là rất ôn nhu hiền thục ư? Sao hiện tại suốt ngày đốp chát tôi thế? Thường Hải Tâm cười cười, không nói gì, cô ta cũng biết mình có chút thay đổi, từ sau cái đêm Trương Dương lẻn vào phòng rồi lên giường của cô ta, tất cả đều giống như thay đổi rồi, nhưng loại chuyện này đương nhiên không tiện nói ra. Thường Hải Tâm nói, tôi tới chi nhánh công ty Lam Hải bàn chuyện trung tâm tin tức, trước tiệc rượu sẽ về. Trương Dương nói, thật ra không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp bảo Cố Minh Kiện tới đây có phải hay hơn không? Thường Hải Tâm nói, tôi muốn xem công ty của họ, thuận tiện hỏi thăm một số nhân sĩ chuyên nghiệp của công ty họ, Cố Minh Kiện tuy rằng là người quản lý của Lam Hải, nhưng anh ta đối với kỹ thuật thì lại không nắm rõ. Trương Dương tấm tắc khen, công tác rất nghiêm túc. Thường Hải Tâm cười nói, không dám không nghiêm túc đâu,
tôi mới tới Nam Thích không thể làm mất mặt bạn học được. Trương Dương nói, những lời này nghe rất thoải mái, không phí công tôi học cùng trường với cô một đoạn thời gian. Thường Hải Tâm nghe thấy vậy mặt lại đỏ bừng lên, gắt khẽ một câu, miệng chó không mọc được ngà voi. Rồi quay người bỏ chạy. Trương Đại Quan Nhân mặt mày vô tội nói, tôi nói không đúng à? Nhìn bóng lưng đã chạy xa của Thường Hải Tâm, hắn cười cười lắc đầu nói, tôi có nói là cùng giường đâu. Nhậm Văn Bân cùng Trương Dương tới sảnh tiệc số 2 của khách sạn Nam Quốc, hiện trường tiệc rượu đang được bố trí, bởi vì Trương Dương lúc trước đã dặn dò gã, cho nên bố trí hội trường đã bắt đầu từ buổi sáng, hiện tại đã gần kết thúc rồi, Trương Dương tỏ vẻ hài lòng đối với tình huống hiện trường. Nhậm Văn Bân nói, Lý Tổng đã nói với tôi rồi, tiệc rượu hôm nay tập đoàn của chúng tôi tài trợ toàn bộ. Trương Dương thầm khen Lý Quang Nam biết làm việc, ngoài miệng thì lại cười ha ha nói, vậy thì ngại quá. Nhậm Văn Bân nói, chúng tôi cũng là một phần tử của Nam Tích, cống hiến một chút cho Nam Tích là điều nên làm mà. Trương Dương hỏi tình huống trang trí của khách sạn Nam Dương Quốc tế. Nhậm Văn Bân nói, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, trước Tết âm lịch có thể hoàn thành toàn bộ lắp đặt trang trí, đã chọn ngày chuẩn bị khai trương rồi. Trương Dương cười nói, được, sau khi khách sạn Nam Dương Quốc tế khai trương, cũng có thể trợ giúp đề thăng trình độ tiếp đãi chỉnh thể của thành phố Nam Tích chúng ta. Hy vọng có thể trở thành kiểu mẫu cho nghiệp khách sạn của Nam Tích. Nhậm Văn Bân nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn liền chuyển sang đề tài khách sạn Hải Thiên, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói Hải Thiên đổi chủ rồi. Hiện tại chuyện này trên cơ bản đã được công khai hóa, Trương Dương cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hắn gật đầu nói, viên ba của tập đoàn Ngô Việt tiếp nhận Hải Thiên, đã ký hợp đồng rồi. Nhậm Văn Bân mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương quen hắn đúng không? Trương Dương cười nói, bạn cũng mà, lần này hắn tiếp nhận Hải Thiên chính là tôi hỗ trợ liên hệ, tài chính quay vòng của Hải Thiên xuất hiện một số vấn đề, tập đoàn Ngô Việt vừa hay lại muốn tới Nam Tích phát triển, cho nên hai bên ăn nhịp với nhau. Trương Dương nói rất đơn giản, thật ra chuyện sau lưng phức tạp hơn xa những gì mà hắn nói. Nhậm Văn Bân nói, có thể cùng làm bằng hữu với chủ nhiệm Trương thật sự là một chuyện may mắn. Những lời này của gã tràn ngập vẻ hâm mộ, trên thực tế gã cũng rất hâm mộ viên ba. Hải Thiên trong mắt mọi người chính là một khối thịt béo, bọn họ tới Nam Tích đầu tư vào khách sạn Nam Dương Quốc tế, từ xây dựng đến trang hoàng, phí tổn cao hơn viên ba tiếp nhận Hải Thiên không biết bao nhiêu lần. Trương Dương mỉm cười nói, tiện cho mình mà cũng tiện cho người, trong thời gian vận hội tỉnh, Hải Thiên cũng sẽ trở thành một trong những khách sạn mà chúng tôi chỉ định tiếp đãi, trước mắt chỉ mới quyết định Nam Dương Quốc tế của các vị và Hải Thiên mà thôi. Nhậm Văn Bân lập tức tỏ vẻ sẽ hết sức làm tốt công tác tiếp đãi của vận hội tỉnh. Lúc này nữ chủ bá của đài truyền hình thành phố Nam Tích Lâm Phương Phỉ và đồng sự của cô ta tới hiện trường tiệc rượu, tối nay tiệc rượu do cô ta chủ trì, cho nên cô ta phải tới trước để làm quen với hiện trường. Nhìn thấy Trương Dương, cô ta cười cười, là lướt bước tới, eo của Lâm Phương Phỉ rất nhỏ, mông rất đầy đặn, hơn nữa biên độ trong lúc đi có chút khoa trương. Chương 582, ai có nhu cầu nấy? Trương Đại Quan Nhân sớm đã nghe danh của Lâm Phương Phỉ, biết nữ chủ bá này nổi danh là hoa giao tiếp ở Nam Tích, chuyện xấu về cô ta được đồn đại không ít, trong đó nổi danh nhất là cô ta là phóng viên chuyên trách của Bí thư Thị ủy Từ Quang Nhiên. Mỗi lần có hoạt động trọng đại, Bí thư Từ đều chỉ định cô ta phụ trách phỏng vấn, có điều Trương Dương cho rằng đây có thể là có người cố ý nói xấu bọn họ, hiện tại Phó Thị trưởng Trần ra ngoài cũng chỉ định Lâm Phương Phỉ phụ trách phỏng vấn. Lâm Phương Phỉ giọng nói mềm mại gọi, chủ nhiệm Trương. Ngài cũng ở đây à? Trương Dương cười cười gật đầu, đến trước xem tình huống bố trí hiện trường. Hắn biết loại hoa giao tiếp này không dễ chọc, không khéo sẽ gặp phải xui xẻo, cho nên biểu hiện vô cùng cảnh giác. Lâm Phương Phỉ đi tới bên cạnh hắn, một mùi nước hoa nhẹ nhàng thổi tới. Mùi vị có chút nặng nặng, có điều rất dễ ngửi, Lâm Phương Phỉ nói, tôi trước đây đã nghe nói tới đại danh của chủ nhiệm Trương, chỉ là không có cơ hội làm quen với ngài. Trương Dương cười nói, tôi thì có đại danh gì chứ? Chỉ là một người bình thường thôi, cô sao lại nghe nói tới tôi? Lâm Phương Phỉ nói, anh chắc biết Từ Nhã Lạc, chúng tôi là bạn học cùng lớp ở học viện truyền hình, quan hệ rất tốt. Trương Dương lần này thì tin rồi, nhất định là Từ Lạc Nhã nhắc tới mình ở trước mặt bạn tốt. Trương Dương nói, cô ấy hiện tại ở Đài Thiên Không, phát triển không tồi, đã là người chủ trì kim bài của phía đó. Lâm Phương Phỉ nói, cô ấy rất cảm kích anh. Nói rằng anh là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Trương Dương cười nói, nào có khoa trương như vậy, lúc ấy tôi chỉ là nhìn không quen Vương Quân khi phục cô ấy, vì thế nên giúp đỡ một chút thôi mà.
Chuyện này đã qua lâu rồi, có điều Từ Nhã Lạc cũng không hề khoa trương, Trương Dương đúng là ân nhân cứu mạng của cô ta, chẳng những đã cứu cô ta, còn cứu cha của cô ta là Từ Bưu, bộ trưởng tổ chức thành phố Giang Thành. Lâm Phương Phỉ nhìn thấy hai mắt Trương Dương sáng rực lên, cô ta quay đầu lại, từ xa xa nhìn thấy bí thư thị ủy Lam Sơn Ngô Minh, Trương Dương bất giác bật cười, không ngờ Ngô Minh cũng có duyên với Nam Quốc Sơn Trang, mấy lần đều gặp y ở đây. Đã gặp rồi thì không thể không chào hỏi, Trương Dương mỉm cười bước tới. Ngô Minh cũng tiến về phía hắn, tuy Ngô Minh ở trong lòng rất hận tên tiểu tử này, nhưng bản lĩnh làm lãnh đạo của y vẫn rất khá, công phu ngoài mặt làm rất tốt, Ngô Minh cũng mỉm cười đi tới. Hai người đều rất hư ngụy, rõ ràng là không thích đối phương, nhưng lại cố làm ra bộ dạng như gặp lại bạn cũ, rất nhiệt tình bắt tay nhau. Trương Dương nói, Phó Bí Thư Ngô cũng tới Đông Giang à. Ngô Minh mắng thầm trong lòng, từ câu nói đầu tiên của thằng ôn này đã lộ ra vẻ chán ghét y, Phó Bí Thư cái gì? Phó Bí Thư cũng to hơn cán bộ cấp ban nho nhỏ như mày, Ngô Minh trên mặt vẫn có thể thản nhiên, mỉm cười nói, Tiểu Trương, không ngờ lại gặp cậu ở Nam Quốc Sơn Trang. Trương Dương nói, hôm nay chúng tôi tới Nam Quốc Sơn Trang cử hành tiệc rượu, Phó Bí Thư Ngô nếu có rảnh thì tới tham gia đi. Ngô Minh bỏ tay Trương Dương ra, nói tôi lần này tới là để làm việc của tỉnh lý, chỉ sợ không có thời gian. Trương Dương nói, thị trưởng Trần của chúng tôi cũng ở đây, tới gặp mặt đi. Ngô Minh nghe nói Trần Hạo cũng tới, y cũng quen Trần Hạo, là lãnh đạo thành thì anh em, về tình về lý đều nên chào hỏi. Y mỉm cười nói, nếu rảnh thì tôi sẽ tới gặp thị trưởng Trần nói chuyện phiếm. Sau khi Ngô Minh và Trương Dương chia tay, lại đi tới sân bóng, đều là ở cùng một khách sạn, chỉ hỏi thăm một cái là biết Trần Hạo đang ở đâu. Ngô Minh từ xa đã nhìn thấy phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hạo đang đứng đó vung gậy đánh bóng, thoạt nhìn thì giống như cũng có nghề, nhưng quỹ tích mà quả bóng bay đi lại không được đẹp. Lý Quang Nam đi theo bên cạnh Trần Hạo nhìn thấy Ngô Minh. Y cười nói, Bí Thư Ngô tới rồi à? Trần Hạo nghe thấy y nói vậy, quay người lại, nhìn thấy Ngô Minh đứng ở phía sau gã, không khỏi bật cười, Bí Thư Ngô, anh cũng ở đây à? Gã bỏ gậy gôn xuống. Ngô Minh cười to đi tới nhiệt tình bắt tay gã, thị trưởng Trần thật là có nhã hứng. Trần Hạo nói, buổi tối ở đây tổ chức tiệc rượu ký hợp đồng, nhân lúc rảnh rỗi tôi đi vận động một chút, có muốn chơi vài gậy không? Ngô Minh lắc đầu nói, tôi không biết đánh gôn. Con người tôi tình tình nôn nóng, không thích chơi bóng nhỏ, nếu chơi bóng rổ thì tôi có thể suy nghĩ. Trần Hạo cười nói, Bí Thư Ngô thật là hài hước. Gã cũng không đánh tiếp, cùng Ngô Minh đi tới chòi che nắng ngồi. Lý Quang Nam sai người mang đồ uống đến cho họ, đám thuộc hạ vốn đi cùng Trần Hạo nhìn thấy lãnh đạo và lãnh đạo muốn nói chuyện, ai nấy thức thời rời đi. Cảnh ngộ của Ngô Minh và Trần Hạo bất đồng, Ngô Minh so với Trần Hạo thì trẻ tuổi hơn. Trước đây khi Trần Hạo còn là phó thị trưởng Nam Tích, phía trước gã có Thường Lăng Không chèn ép, cho tới sau khi Thường Lăng Không đi rồi, Trần Hạo mới được đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ, mới có thể trở thành một trong các thường ủy thành phố Nam Tích. Ngô Minh từ rất lâu rồi đã là thường ủy thành phố Lam Sơn, nhưng y trên đường trở thành bí thư thị ủy bị hạ hục, Thường Lăng Không đến Lam Sơn lại đảm nhiệm vị trí thị trưởng. Ngô Minh trong lần biến đổi ban lãnh đạo Lam Sơn có thể nói là hoàn toàn không được gì. Trần Hạo so với Ngô Minh hiện tại nên nói là đường làm quan rộng mở mới đúng, đáng tiếc thời gian gã đắc ý quá ngắn, còn chưa làm ổn cảng nước sâu thì phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đột nhiên ngoi ra đoạt lấy quyền chỉ huy của gã, bị sai đi phân quản công tác thể dục thể thao. Tuy rằng vị trí phó thị trưởng thường vụ không động, nhưng Trần Hạo đã thành đối tượng bị người khác giễu cợt, làm phó thị trưởng thường vụ mà uất ức như vậy, trên lịch sử thành phố Nam Tích gã được coi là người đầu tiên, con người của Trần Hạo cũng không có dã tâm lớn. Nhưng tâm tình của người ta dẫu sao cũng sẽ theo sự biến động của vị trí mà phát sinh biến hóa, thông qua điều chỉnh trong khoảng thời gian này, nội tâm ủ rũ của gã mới từ từ có chút bình phục. Ngô Minh đã biết mục đích tới Đông Giang của Trần Hạo, mỉm cười nói, thị trưởng Trần, công tác thể dục thể thao của Nam Tích các vị làm thật là náo nhiệt, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ. Trần Hạo nói, sang năm vận hội tỉnh tổ chức ở Nam Tích, cho nên chuyện công tác thể dục thể thao cũng vô cùng cấp bách. Hiện tại toàn quốc trên dưới đều nóng vì thể dục thể thao, thị lý chúng tôi tranh thủ thông qua tổ chức vận hội tỉnh lần này, có thể ở trong phạm vi tỉnh giấy lên phong trào vận động của toàn dân, coi như là cống hiến một chút đối với thành phố Nam Tích. Ngô Minh gật đầu nói, sự phát triển gần đây của Nam Tích mọi người đều thấy, vừa làm vận hội tỉnh vừa làm cảng nước sâu, đúng rồi, công trình cảng nước sâu tiến hành thế nào rồi. Nhắc tới cảng nước sâu Trần Hạo nhíu mày, nghĩ thầm Ngô Minh này cũng thật là... Sao lại cứ thích nhắc tới chuyện đó? Thật ra Ngô Minh cũng chính là cố ý,
y đương nhiên biết Trần Hạo bị đá ra khỏi công trình cảng nước sâu, người ta rất hay có tâm lý này, mình xui xẻo, luôn muốn nhìn người khác xui xẻo hơn mình thất bại, chỉ ước sao ai cũng thất bại hơn mình. Ngô Minh thuộc loại tam quan bất chính này, loại người nhẫn tâm trời sinh đã có vấn đề. Trần Hạo nói, vẫn ổn. Gã càng là muốn nói qua loa cho xong thì Ngô Minh càng theo đuổi không tha, tiếp tục nói, mấy ngày trước đây, phó thị trưởng cung của các anh từng tới Lam Sơn trao đổi chuyện hai bên hợp tác khai phá cảng nước sâu, ban lãnh đạo Lam Sơn chúng tôi đối với chuyện này vẫn cảm thấy rất hứng thú, nhưng sao đột nhiên lại không nhắc tới nữa vậy? Trần Hạo nói, hiện tại tôi đã không còn phụ trách công tác cảng nước sâu, thị lý bảo tôi đi nắm chuyện vận hội tỉnh rồi. So với Ngô Minh, con người của Trần Hạo thật thà hơn nhiều. Ngô Minh nói, chẳng lẽ thị trưởng Trần không biết gì về đề nghị của phó thị trưởng cung ư? Trần Hạo trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm Ngô Minh à Ngô Minh, tao dùng lễ để đối đãi với mày, mày hôm nay mắc chứng gì vậy, sao cứ nắm lấy chuyện cảng nước sâu không tha? Chẳng lẽ mày không biết ông đây rất không vui vì chuyện cảng nước sâu ư? Tao con mẹ nó không muốn bàn chuyện cảng nước sâu với mày. Trần Hạo nói, trên cuộc họp thường ủy đã thảo luận, đề nghị của phó thị trưởng cung không tồi, nhưng thật sự thực thi thì lại gặp rất nhiều khó khăn, huống chi hiện tại cảng nước sâu không còn tồn tại vấn đề tài chính, chính phủ thành phố Nam Thích có năng lực làm tốt công trình cảng nước sâu. Trần Hạo nói chuyện cũng không còn khách khí, chẳng khác nào là muốn nói cho Ngô Minh biết, Nam Thích bọn tao không thiếu tiền. Có sự gia nhập của Lam Sơn chúng mày hay không căn bản không quan trọng. Ngô Minh cười nói, thật ra hai bên hợp tác là một chuyện tốt, công trình lớn như vậy, đối với bất kỳ thành thị nào cũng đều là một sự khiêu chiến rất lớn. Trần Hạo nói sang chuyện khác, bí thư Ngô đến Đông Giang họp à. Ngô Minh lắc đầu, ghé sát vào Trần Hạo một chút, nói với vẻ thần bí, Phó Thủ tướng Văn mấy ngày nữa sẽ tới Bình Hải, tôi ở Đông Giang là để có thể nghênh đón ông ta sớm. Trần Hạo nhìn Ngô Minh một cái, gã biết chuyện Văn Quốc Quyền sắp tới Bình Hải, có điều Văn Quốc Quyền cho dù đến cũng không tới lượt Ngô Minh tiếp đãi. Những lời này của Ngô Minh hiển nhiên là muốn tự rát vàng lên mặt mình, chắc là thị chính phủ thị ủy Lam Sơn phái Ngô Minh đến đây để giảm nhiệm vụ tiền thiếu, chỉ cần Phó Thủ tướng Văn tới Bình Hải, ngay lập tức có thể nhận được tin tức. Xem ra Lam Sơn đối với chuyến thị sát lần này của Phó Thủ tướng Văn khá là coi trọng, làm tốt tất cả chuẩn bị. Trần Hạo nói, Lam Sơn phát triển rất nhanh, nghe nói Phó Thủ tướng Văn lần này tới Bình Hải, trọng điểm chính là thị sát khu khai phá kinh tế của Lam Sơn. Ngô Minh gật đầu, lần này phạm vi thị sát của Phó Thủ tướng Văn không hề bao gồm Nam Thích Lam Sơn nằm sát nhau, Nam Thích vẫn luôn là lão đại ca, nhưng theo sự phát triển của thời đại, hiện giờ Nam Thích trên địa vị kinh tế đã tụt sau Lam Sơn rồi. Trần Hạo không muốn cùng tiếp tục nói chuyện với Ngô Minh nữa, gã đứng dậy nói, tôi phải cáo từ rồi. Về trước tắm rửa một chút rồi chuẩn bị, bí thư Ngô, buổi tối nếu rảnh thì nhất định phải tới tham gia tiệc rượu của chúng tôi nhé. Ngô Minh cười nói, được rồi, nếu như không có chuyện gì khác, tôi nhất định sẽ tới. Trước khi tiệc rượu được tổ chức một giờ, Vương Chuẩn và Bộ Đức Long đã tới Nam Quốc Sơn Trang, Trương Dương tự mình tới bãi đỗ xe nghênh đón bọn họ. Châu Đức Long vì phối hợp với nghi thức ký hợp đồng hôm nay còn đặc biệt mặc quần áo thể thao màu đỏ sẫm, trông đầy sức sống của tuổi trẻ. Vương Chuẩn vẫn là bộ mặt gian thương đó, trên khuôn mặt mập mạp đầy vẻ tươi cười. Trương Dương vốn định bắt tay với y, nhưng thằng ôn này lại nhiệt tình ôm Trương Dương một cái, chủ nhiệm Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương Dương cười nói, đúng vậy, về sau cơ hội gặp mặt sẽ rất nhiều. Châu Đức Long mỉm cười đi đến bắt tay với Trương Dương nói, bộ tiên sinh, cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích chúng tôi. Bộ Đức Long cười nói, đạo diễn Vương là ân sư của tôi, chuyện của ông ấy cũng là chuyện của tôi. Vương Chuẩn có chút hài lòng đối với những lời này của Bộ Đức Long, lúc này đã có không ít người nhìn thấy Bộ Đức Long, lập tức vây tới. Trương Dương để tránh tạo thành hỗn loạn, bảo Nhậm Văn Bân an bài cho Bộ Đức Long vào bên trong khách sạn nghỉ ngơi trước. Vương Chuẩn nói, chủ nhiệm Trương, tôi như vậy là đủ thành ý chứ. Trương Dương cười ha ha, tôi từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn lầm một người bạn nào. Vương Chuẩn nói, chuyện tôi đáp ứng anh đã thực hiện, chuyện anh đã đáp ứng tôi trăm ngàn lần cũng đừng có quên đó. Trương Dương mỉm cười gật đầu, lúc này nhìn thấy một chiếc xe BMW lái vào bãi đỗ xe, Chu Vân Phàm dẫn bạn gái nhỏ Trác Đình của y bước xuống xe, hai người đều mặc áo ra, Vương Chuẩn cũng quen Chu Vân Phàm, lúc trước đã từng bàn việc hợp tác, nhưng về sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể thành công. Chu Vân Phàm là Trương Dương mời đến. Mục đích chính là để Chu Vân Phàm và Vương Chuẩn bàn chuyện hợp tác.
Chu Vân Phàm nói với Trác Đình ở bên cạnh, vị này chính là đại đạo diễn Vương Chuẩn của Hong Kong, cũng là bạn tốt của anh. Vương Chuẩn thầm nghĩ trong lòng, tôi thành bạn tốt của anh lúc nào vậy, y là một gian thương, nhưng y nhận định Chu Vân Phàm cũng là gian thương, lần trước hợp tác sở dĩ không thành công cũng chính là bởi vì bọn họ quá cảnh giác lẫn nhau, ai cũng muốn chiếm nhiều tiện nghi, không muốn chịu thiệt, cho nên chuyện hợp tác điện ảnh cuối cùng đã thất bại. Vương Chuẩn chào Chu Vân Phàm một tiếng. Chu Vân Phàm vừa hút thuốc vừa nói, đạo diễn Vương, anh thấy điều kiện của bạn gái thế nào? Tôi muốn quay một bộ phim cho cô ấy, hôm nay tới đây là để bàn chuyện này với anh. Vương Chuẩn cười cười, ánh mắt lướt qua người Trác Đình một cái, trong lòng đã có bình phẩm, bộ dạng của Trác Đình cũng coi như không tồi, có điều đáng tiếc phần mặt không hề có dấu hiệu gì để người ta nhìn một cái là không quên, không thích hợp với màn ảnh, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, rất tốt, điều kiện là nhất lưu. Có điều trong lòng thì nghĩ, đi quay phim khiêu dâm thì được, trừ ngực to ra thì chẳng có gì đặc sắc cả. Ấn tượng của Vương Chuẩn đối với Chu Vân Phàm cũng không tốt. Nhìn thấy Trương Dương lại giới thiệu y cho mình, trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn, thằng ôn này Trương Dương hay là định lừa gì mình đây? Khách quý lúc này lục tục kéo tới Nam Quốc Sơn Trang, Kiều Mộng Viện và Thì Duy tối hôm đó đi cùng một nhân vật chính khác, quán quân thể dục nhịp điệu thế giới Hứa Di cũng tới rồi. Trương Dương vốn cho rằng người tập thể thao dáng vóc đều thô, nhưng không ngờ Hứa Di cao 1m72, dáng người tuyệt vời, trông cũng rất xinh, cùng với hai vị mỹ nữ Kiều Mộng Viện và Thì Duy đứng cùng một chỗ lộ ra vẻ xuân lan thu cúc mỗi người đẹp một vẻ, không hề thua kém chút nào. Hứa Di mặc một thân quần áo thể thao màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, để rủ xuống tận thắt lưng, trên người khoác áo lông màu trắng, đeo một cái kính đen rất to, hơn nữa da dẻ trắng nõn, thoạt nhìn giống như một nữ học sinh yếu ớt. Kiều Mộng Viện vừa xuống xe liền nhìn thấy Trương Dương đang nói chuyện với bọn Vương Chuẩn, vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo hắn tới đây. Trương Dương mặt mày hớn hở đi tới, trực tiếp vươn tay về phía Hứa Di, vị này chính là Hứa Di phải không? Thì Duy ở bên cạnh cười khì một tiếng. Trương Dương đang nghĩ cô ta cười cái gì thì nhìn thấy Kiều Mộng Viện cũng tủm tỉm, ngẫm lại cẩn thận mới ý thức được cái tên Hứa Di này rất có chút chiếm tiện nghi của người khác. Thì Duy đã bắt đầu chế nhạo hắn, chưa thấy ai như anh. Vừa gặp mặt người ta đã gọi người ta là gì rồi, không sợ kêu người ta giả à? Trương đại quan nhân ra mặt sớm đã tu luyện tới mức mưa gió không thấm, tâm thái của cấp chính ban nghiễm nhiên đã lại lên một tầng cao mới. Hắn tủm tỉm cười nói, thì Duy à, cô lúc nào cũng không bỏ qua cơ hội để công kích tôi. Hắn cười cười nói với Hứa Di, Hứa tiểu thư, vốn định gọi tên cô để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, nhưng không ngờ vừa kéo một cái đã kéo luôn cả bối phận của tôi xuống. Hứa Di dịu dàng cười nói, thì Duy thích nói đùa, anh đừng để bụng nhé. Trương Dương nói, không sao, Hứa tiểu thư xinh đẹp như vậy, tôi nếu thật sự có một người gì như cô, trong lòng cũng rất thoải mái. Thì Duy nói, anh nhìn ăn kìa ăn nói vô duyên, anh cho dù vô duyên thì cũng đừng có cứ nhìn thấy con gái xinh đẹp đã dở trò lưu manh. Cô ta ăn nói không suy nghĩ, câu này đối với Trương đại quan nhân mặt dày vô sỉ thì không gây được tổn thương gì, nhưng lại khiến cho Hứa Di đỏ mặt. Kiều Mộng Viện mắng khẽ, thì Duy, đừng có ăn nói linh tinh. Trương Dương rất lịch sự mời ba cô tới phòng nghỉ để chuẩn bị, thì Duy đi cùng Hứa Di, Kiều Mộng Viện thì rớt lại phía sau, cười nói với Trương Dương, thì Duy cứ có cái tính vậy đấy, anh hiện tại là đã là cấp chính ban rồi, đừng có chấp nhặt với một tiểu nha đầu làm gì. Trương Dương nói, cô thấy cảnh giới của tôi thấp như vậy à? Kiều Mộng Viện trừng mắt lườm hắn một cái, lời này rõ ràng đang nói thì Duy là cảnh giới thấp. Kiều Mộng Viện đối với cô em họ này luôn rất bênh vực. Tối hôm đó nhân vật trọng yếu tới tham gia tiệc rượu cũng không ít, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Cử Thánh Minh đích thân tới hiện trường, không chỉ có như vậy, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh, Thường ủy tỉnh Trần Bình Chiều cũng đặc biệt tới tham gia tiệc rượu, y chính là vì bị con trai Trần Thiệu Bân thuyết phục cho nên mới tới đây ủng hộ cho Trương Dương, thuận tiện gọi cả Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, Giám đốc Đài truyền hình tỉnh Tiếu Nguyên Bình đi cùng luôn. Sự xuất hiện của Trần Bình Chiều và Tiếu Nguyên Bình có chút nằm ngoài dự đoán của Trần Hạo, khi biết tất cả bọn họ đều là vì nể mặt Trương Dương mà tới tham gia tiệc rượu lần này, Trần Hạo đối với Trương Dương cũng không khỏi lại coi trọng thêm vài phần. Trần Bình Chiều sắp về hưu rồi, sau lễ mừng năm mới sẽ tới Ban Hiệp Thương Chính trị dưỡng lao, Tiếu Nguyên Bình đã được chỉ định là người kế nhiệm của y, trở thành Thường ủy tỉnh ủy cũng là chuyện sớm muộn. Trương Dương và Tiếu Nguyên Bình chưa từng có giao tiếp. Mượn cơ hội này để in sâu một chút ấn tượng của Tiếu Nguyên Bình đối với hắn. Trần Bình Chiều khi giới thiệu Trương Dương với Tiếu Nguyên Bình, nói, Nguyên Bình, đây là người mà trước đây tôi đã đề cập với anh,
là cán bộ cấp ban trẻ tuổi nhất tỉnh Bình Hải chúng ta, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích Trương Dương. Tiếu Nguyên Bình mỉm cười nhìn Trương Dương, đối với cậu thiếu niên này y cũng từng được nghe nói tới nhiều lần, bởi vì chưa từng có tiếp xúc thực tế với Trương Dương, cho nên Tiếu Nguyên Bình không thể nào bình phán được, có điều hắn trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành cán bộ cấp chính ban, chắc không phải chỉ là vì dựa vào quan hệ nhân tế. Tiếu Nguyên Bình nói, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Đại Quan Nhân sợ nhất là bị người khác hỏi hắn tuổi của hắn, hắn trên thực tế là 24 tuổi, nhưng hắn thông qua quan hệ sửa tuổi trên hộ khấu của mình lên hơn 3 tuổi, đừng có khinh thường 3 tuổi này, 3 tuổi đủ để bịt miệng rất nhiều người, nhớ tới lúc trước Tần Thanh cũng là 27 tuổi trở thành cán bộ cấp chính ban, hiện tại hắn cũng 27 tuổi, cũng không tính là quá đột ngột, Trương Dương nói, 27, sang năm mới là 28 rồi. Tiếu Nguyên Bình nhìn thấy nào cũng không thấy thằng ôn này giống bộ dạng của người 27 tuổi, có điều có một số người không thể nhìn bề ngoài, có lẽ người ta vốn chính là nhìn trẻ hơn tuổi, 27 lên chính ban cũng đã khiến cho người ta kinh thán không thôi rồi, Tiếu Nguyên Bình nói, thật sự là hậu sinh khảo ý. Trương Dương nói, toàn là dựa vào sự tài bồi của lãnh đạo, nếu không phải các lãnh đạo cho tôi cơ hội, tôi cũng sẽ không đảm đương được vị trí trọng yếu như vậy. Tiếu Nguyên Bình nói một câu mà Trương Dương đã nghe rất nhiều lần rồi, vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, phải tránh kiêu ngạo hấp tấp, phải hiểu rõ mình là nô bộc của quốc gia. Trương Dương liên tục gật đầu. Trần Hạo đi tới mời hai vị lãnh đạo an vị, Trương Dương nói với bọn họ một tiếng rồi đi sang một bên chiêu đãi khách khứa, hắn nhìn thấy bí thư kiêm quản đốc nhà máy thuốc lá Nam Tích Lưu Vĩ Trung, ấn tượng của Trương Dương đối với người này rất sâu sắc. Lưu Vĩ Trung trong cuộc bán đấu giá quyền rước đuốc đã biểu hiện ra sự quyết đoán, bỏ 500 vạn giành được quyền tiếp ngọn đuốc thứ hai của tỉnh Bình Hải. Lần này gã vừa hay ở Đông Giang có việc, quan hệ của Lưu Vĩ Trung và phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo không tồi. Là nhận lời mời của Trần Hạo đến tham gia tiệc rượu. Trương Dương cười cười đi tới, quản đốc Lưu, hoan nghênh quang lâm. Lưu Vĩ Trung cười ha ha nói, thành phố Nam Tích ở Đông Giang tổ chức hoạt động trọng yếu như vậy, tôi đương nhiên phải tới ủng hộ rồi. Trương Dương nói, quản đốc Lưu đối với hoạt động ham thích như vậy, về sau Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi chỉ cần có hoạt động tôi sẽ gọi ngài. Lưu Vĩ Trung cười nói, muốn tìm tôi đòi tài trợ à, được, không thành vấn đề. Trương Dương rất thích sự ngay thẳng của gã, lúc này Vương Chuẩn cầm chén rượu đi tới, hình như có chuyện muốn nói với hắn, Trương Dương giới thiệu Vương Chuẩn cho Lưu Vĩ Trung, quản đốc Lưu, vị này là đạo diễn Hong Kong Vương Chuẩn. Lưu Vĩ Trung không ngờ đã nghe nói tới tên của Vương Chuẩn, gã rất nhiệt tình vươn tay ra, đạo diễn Vương, tôi đã xem rất nhiều phim của anh. Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, không ngờ lão Liễu cũng là một kẻ mê phim cấp 3, hắn lần này nghĩ oan cho Lưu Vĩ Trung người ta rồi. Lưu Vĩ Trung là thích xem phim võ hiệp. Vương Chuẩn nghe nói Lưu Vĩ Trung là xí nghiệp nổi danh của Nam Tích, cũng khách khí bắt tay với gã. Trương Dương thuận miệng nói một câu, đạo diễn Vương, quản đốc Lưu là quản đốc nhà máy thuốc lá Nam Tích chúng tôi, cũng là lãnh đạo nhà máy quốc doanh có thực lực nhất của Nam Tích chúng tôi. Các vị tâm sự đi, xem quản đốc Lưu có hứng thú đầu tư vào điện ảnh hay không. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lưu Vĩ Trung nói, tôi đang muốn quay một bộ phim tuyên truyền cho sản phẩm của nhà máy, đạo diễn Vương, hay là chúng ta bàn kỹ hơn xem. Vương Chuẩn không có hứng thú lắm, y có chút cười lấy lệ, quản đốc Lưu, sở trường của chúng tôi là quay phim, không phải quay quảng cáo. Lưu Vĩ Trung nói, quay phim cũng được, phim của anh ăn khách như vậy, nếu có thể quay quảng cáo cho sản phẩm của chúng tôi có thể suy nghĩ tới việc đầu tư. Vừa nói vậy, Vương Chuẩn lập tức có hứng thú. Có một số việc cũng phải chú trọng duyên phận đã tới thì có ngăn cũng không ngăn được. Lưu Vĩ Trung một lòng muốn quảng cáo thuốc lá của gã ra ngoài, Vương Chuẩn hiện tại thì thiếu đầu tư, hai người ăn nhịp với nhau, cầm chén rượu đi sang một bên nói chuyện. Trong tiếng vỗ tay, mỹ nữ chủ bá Lâm Phương Phỉ lên đài, tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu, trước hết mời chủ nhiệm Cử Thánh Minh của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh lên phát biểu, sau đó Phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hạo đại biểu chính phủ thành phố Nam Tích đọc diễn văn. Tỏ vẻ cảm tạ đối với sự phung hiến vô tư của hai vị đại sứ hình tượng. Hai vị đại sứ hình tượng cũng tiến hành phát biểu ngắn gọn, Châu Đức Long nói rất đơn giản, trên thực tế hắn cũng không thích loại hoạt động đầy màu sắc chính trị của đại lục này. Sau khi hắn lên đài, cười cười nói, tôi là một người Trung Quốc, tôi hy vọng có thể góp một phần lực cho quốc gia. Trương Dương vỗ tay đầu tiên, một ngôi sao ca nhạc Hong Kong có thể nặn ra một câu như vậy là rất hiếm có rồi, hắn vừa vỗ tay. Những người khác cũng vỗ tay theo, Châu Đức Long nhân cơ hội này bước xuống. Hứa Di là một quán quân thế giới đã nhìn quen loại trường hợp này,
Hứa Di nói, các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách tôn kính, chào mọi người, cảm ơn Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải, cảm ơn Chính phủ thành phố Nam Thích, cảm ơn Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích, có thể cho tôi một cơ hội này, tôi tuy rằng không phải người Nam Thích, nhưng tôi là một vận động viên mà Tổ quốc bồi dưỡng ra, làm vẻ vang cho đất nước, thông qua nỗ lực của bản thân để thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thể dục thể thao là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Trương Dương nghe Hứa Di phát biểu, cảm thấy cô bé này đúng là cao thủ làm báo cáo, hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ Kiều Mộng Viện ở bên cạnh, cô ta là luyện thể thao à? Tôi sao cảm thấy cô ta là xuất thân cán bộ công tác chính trị vậy? Kiều Mộng Viện không nhịn được liền bật cười, nói khẽ, Hứa Di từ nhỏ chính là cán bộ lớp, thường xuyên lên tiếng đại biểu cho các vận động viên. Trương Dương bừng tỉnh nói, chuyên gia. Kiều Mộng Viện nói, đành chịu thôi, tình hình trong nước của chúng ta chính là vậy mà. Hứa Di nói 3 phút thì xong, biểu hiện rất khiêm tốn, giành được hào cảm của rất nhiều lãnh đạo, mọi người đồng thời vỗ tay, Bộ trưởng Tuyên truyền tỉnh ủy Trần Bình Triều và chủ nhiệm Cử Thánh Minh của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh nói khẽ, nhìn tố chất chính trị của vận động viên quốc gia chúng ta kìa, tên ngôi sao Hong Kong này căn bản không thể nào bằng được, mấy lãnh đạo ở xung quanh cũng gật đầu theo. Tiếp theo là nghi thức ký hợp đồng, Trương Dương lên bục, đại biểu Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích ký hợp đồng với 2 vị ngôi sao. Sau khi ký hợp đồng còn cùng nhau mở hương tân, trên loại nghi thức này uống rượu chỉ để làm dáng, nhưng Trương Đại Quan Nhân thì uống thật sự, cầm chén hương tân lên một hơi uống sạch, cùng Châu Đức Long uống xong lại nhớ ra chưa uống với Hứa Di, lại bảo tiểu thư lễ nghi rót cho cô ta một ly, khi rót rượu còn không quen dặn, rót đầy nhé. Thế là ở trước mặt rất nhiều người, Trương Đại Quan Nhân lại uống cạn một chén hương tân đầy. Hứa Di bị hành động của Trương Dương chọc cười. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, không cần phải uống hết đâu. Trương Dương nói, các cô ủng hộ cho công tác của tôi như vậy, tôi không uống cạn thì không tỏ rõ được lòng mình. Khi xuống bục, mới nhìn thấy Cố Giai Đồng và Thường Hải Tâm cùng nhau bước vào, bởi vì bàn chuyện trung tâm tin tức ở chi nhánh công ty của Lam Hải ở Lam Sơn, cho nên hai cô mới đến muộn. Cố Minh Kiện mặc một thân Âu phục màu đen đi theo sau hai cô, bên cạnh Cố Minh Kiện còn có một cô gái xinh đẹp mặc váy màu đen, đó là nữ trợ lý Liễu Duyên của hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, Trương Dương vẫn phải giả vờ giả vịt, hắn đi ra đón, Cố tiểu thư, sao đến muộn thế? Thường Hải Tâm cười nói, đều là tại tôi, hỏi này nọ, cho nên mới làm mất nhiều thời gian như vậy. Trương Dương nói, vẫn chưa ăn cơm đúng không, ở bên kia có đồ ngọt kìa. Hắn bước tới chỗ Cố Minh Kiện, tươi cười bắt tay Cố Minh Kiện, lại nhìn lướt qua Liễu Duyên, nói, bạn gái cậu à? Câu này khiến cho Liễu Duyên đỏ mặt. Cố Minh Kiện cười nói, anh vẫn chưa sửa được cái bệnh thích nói hưu nói vượt, vị này là Liễu Duyên, trợ lý của tôi. Trương Dương khen, thật sự là hâm mộ quá, anh nói xem, tôi cực khổ lăn lộn lên được chính ban, nhưng vẫn chưa có được nữ trợ lý xinh đẹp như vậy mà anh thì lại có rồi. Cố Minh Kiện đánh một cái lên vai hắn, đừng nói linh tinh nữa. Liễu Duyên có chút ngượng ngùng nói, các vị nói chuyện đi, tôi đi tìm chị Giai Đồng. Trương Dương nhìn bóng lưng của Liễu Duyên. Nói với Cố Minh Kiện, không tồi, nữ trợ lý này không tồi, đúng rồi, trợ lý công tác hay là trợ lý cuộc sống. Trương Dương vẫn thích như vậy. Cố Minh Kiện cười mắng, anh đó, vẫn còn chưa nói xong à. Chỉ là trợ lý thôi, thật sự không phải là quan hệ như anh nghĩ đâu. Gã nhìn về phía Thường Hải Tâm, nói, anh đừng có chỉ biết nói tôi, anh không phải cũng có nữ trợ lý ư. Trương Dương nói, đừng nói bậy. Cô ta là chủ nhiệm trung tâm tin tức của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi. Cố Minh Kiện nói, vậy tôi an tâm rồi, Trương Dương, tôi thấy cô ta rất không tồi. Lúc nói còn không nhìn được liếc về phía Thường Hải Tâm thêm vài cái. Trương Đại Quan Nhân trong lòng giật mình đến thót, Cố Minh Kiện từ sau khi ra tù chịu không ít đả kích, bản thân suy sụp một đoạn thời gian, sao nghe gã nói câu này lại có chút chứng nào tật nấy, lại có xu thế hoàn dương rồi, hơn nữa phiền phức hơn là... Thằng ôn này hình như có chủ ý với Thường Hải Tâm, Trương Đại Quan Nhân có chút hối hận, mình con mẹ nó chẳng lẽ có bệnh à? Tự dưng lại đi tổ chức cái trung tâm tin tức mà mẹ gì đó, còn để Thường Hải Tâm liên hệ với thằng ôn này, thế này không phải là đưa dê vào miệng cọp ư? Chương 583, nhập thế và xuất thế. Trương Dương cười nói, anh đừng có mà cầm bát nhìn nồi, tôi nói cho anh biết. Hải Tâm chính là bạn học của tôi luôn coi cô ấy như em gái ruột của mình. Anh đừng có ý đồ xấu với cô ấy. Khi Trương Đại Quan Nhân nói ra những lời này, ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy mình ti bỉ. Đêm hôm đó khi chui lên giường của Thường Hải Tâm, hắn không hề nghĩ tới điều này,
Trương Dương cảm thấy mình ở phương diện nữ nhân rất ích kỷ, hắn nói Cố Minh Kiện ôm bát nhìn nồi, thật ra câu này dùng cho hắn mới thích hợp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có nam nhân nào ở trên phương diện nữ nhân mà không ích kỷ. Cố Minh Kiện cười nói, yên tâm đi, tôi đã là người lớn rồi, anh cho rằng tôi vẫn còn ham chơi như trước kia ư. Gã nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Trương Dương thuận theo ánh mắt của gã mà nhìn, thì ra là Liễu Duyên đang chuyện trò vui vẻ với Châu Đức Long. Châu Đức Long là thần tượng của rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi. Liễu Duyên nhìn thấy ngôi sao, đi tới bắt chuyện cũng là rất bình thường. Có điều Trương Dương từ vẻ mặt của Cố Minh Kiện có thể nhìn ra giữa gã và Liễu Duyên chưa chắc đã đơn giản như gã nói. Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Cố Minh Kiện nói, cậu đó, bản tính khó đổi. Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được mà bật cười. Cố Giai Đồng và Kiều Mộng Viện đã một đoạn thời gian rồi chưa gặp nhau, hai người đang vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Lúc này tiếng nhạc vang lên, mỹ nữ chủ bá Lâm Phương Phỉ lại lên sân khấu, dùng ngữ khí kích động nói, các vị khách quý, các vị lãnh đạo, theo yêu cầu của mọi người, Châu Đức Long tiên sinh, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đến từ Hong Kong tối nay sẽ kính tặng mọi người một khúc kính ca nhiệt vũ, nóng bỏng. Bởi vì không phải diễn xuất chính thức, Châu Đức Long mặc quần áo thể thao màu đỏ đi lên sân khấu. Trong tiếng nhạc tràn ngập tiết tấu bắt đầu nhảy, không thể không thừa nhận Châu Đức Long rất có thiên phú biểu diễn, rất nhanh liền kích thích được tình tự của các nam nữ trẻ tuổi có mặt ở hiện trường. Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, có điều người có thể tới tham gia tiệc rượu này đều có thân phận nhất định trong xã hội, đương nhiên sẽ không cuồng nhiệt như những thanh niên nam nữ trải đời chưa sâu. Mấy vị lãnh đạo tỉnh khi tiếng nhạc vang lên cũng đã rút lui, kính ca nhiệt vũ của Châu Đức Long rõ ràng là không phải thuộc loại hình mà bọn họ yêu thích. Đây là sự khác biệt giữa hai thế hệ, cũng có thể nói là khác biệt văn hóa. Trương Dương đưa mấy vị lãnh đạo tỉnh rời khỏi sảnh yến hội số 2. Trần Bình Chiều trước khi lên xe nói với Trương Dương, tiệc rượu làm không tồi, Trương Dương, làm cho tốt vào, ấn tượng của mọi người với cậu đều khá đó. Trương Dương mỉm cười gật đầu, đa tạ Bộ trưởng Trần đã ủng hộ công tác của tôi. Trần Bình Chiều nhớ ra một chuyện, nói khẽ cậu nếu có cơ hội gặp Thiệu Bân thì giúp tôi khuyên nó nhé. Thằng ôn này hiện tại cả đang chơi chứng khoán gì đó, tôi thấy nó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà còn có thể cả đời mời nợ, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp, nó cũng lớn rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có. Người làm cha như tôi cũng không thể nào cả đời đi theo nó được. Trần Bình Chiều khi nói những lời này trong lòng không khỏi có chút mất mát, không lâu nữa y sẽ rời khỏi võ đài cao nhất của tỉnh Bình Hải, tới Ban Hiệp Thương Chính Trị để dưỡng lão, vậy mà thằng con trai đến giờ vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Đây chính là tâm bệnh lớn nhất của y, tối nay nhìn thấy rất nhiều nữ tử cán bộ cao cấp, mỗi người đều làm ra được một phen sự nghiệp trong ngành của mình, ngay cả Cố Minh Kiện trước đây không làm việc đàng hoàng hiện giờ cũng đã là lão tổng của công ty máy tính Lam Hải. Trên toàn quốc ở các thành thị đều có chi nhánh, nghĩ tới con trai mình, Trần Bình Chiều trong lòng không khỏi buồn bã. Trương Dương nói, Bộ trưởng Trần yên tâm, lần sau tôi nếu thấy cậu ấy sẽ cố gắng khuyên nhủ. Trần Bình Chiều gật đầu, lúc này mới lên xe. Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Cử Thánh Minh cũng đi, Trương Dương đi tới bắt tay y, nói chủ nhiệm Cử, ngài không thể đi được, tiệc rượu này toàn là dựa vào ngài để giữ thể diện cho chúng tôi đó. Cử Thánh Minh cười nói, tôi đã giúp rồi, chúng tôi đều là những người có tư tưởng quan niệm già nua, võ đạo ngoáy mông này tôi nhìn không quen, hay là để thời gian lại cho những người trẻ tuổi các cậu đi, để các cậu phóng túng một chút. Nếu mấy lão già chúng tôi ở lại, các cậu khẳng định sẽ không được chơi tận hứng. Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo ở bên cạnh nói, Trương Dương, cậu vào đi, tôi phụ trách tiễn mọi người. Trương Dương lúc này mới quay trở lại hiện trường tiệc rượu. Sau khi Châu Đức Long biểu diễn xong, hiện trường vang lên tiếng nhạc chậm rãi, khách khứa đến tới tham gia tiệc rượu từng đôi đi vào sàn nhảy, bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Trương Dương nhìn thấy Cố Giai Đồng ngồi ở đằng kia, mỉm cười đi tới, làm động tác mời với cô ta, Cố tiểu thư, có thể mời cô nhảy một bài không? Cố Giai Đồng cười rất xinh đẹp, đặt tay lên lòng bàn tay hắn, hai người đi vào sàn nhảy, theo tiết tấu thâm tình và hòa hoãn cất bước nhảy. Kiều Mộng Viện ngồi ở trong góc, lặng lặng uống hương tân, hiện trường tuy rằng vô cùng náo nhiệt, nhưng cô ta lại có một loại cảm giác không thể hòa nhập. Cô ta bỗng nhiên phát hiện, mình càng ngày càng không thích loại trường hợp công chúng này. Người của cô ta mặc dù ở đây, nhưng tinh thần của cô ta lại phân ly ngoài hiện trường. Cô ta cũng không rõ, rốt cuộc là cô ta phong bế thế giới này hay là thế giới này phong bế cô ta. Trương Dương ôm eo nhỏ của Cố Giai Đồng, nói khẽ anh nhớ em lắm. Cố Giai Đồng trong lòng nóng lên, lại sợ bị người ở chung quanh nghe thấy, không nhịn được liền nhìn sang bên cạnh.
Trương đại quan nhân cười nói, công phu này của anh gọi là truyền âm nhập mật, chứ em ra người khác không nghe thấy đâu. Cố Giai Đồng nói, vậy em chẳng phải là chỉ có thể nghe chứ không thể nói ư? Trương Dương nói, vậy thì em cứ yên lặng nghe đi, anh rất nhớ em. Cố Giai Đồng nắm chặt tay Trương Dương, nói khẽ em cũng vậy. Cô ta tuy rằng không biết truyền âm nhập mật, nhưng cô ta hiểu được làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình. Trương Dương mỉm cười, ôm Cố Giai Đồng xoay tròn tại chỗ. Cố Giai Đồng nói, vốn không muốn tới đâu, nhưng không nén được nên vẫn tới. Trương Dương nói, muốn gặp anh à? Cố Giai Đồng gật đầu. Trương Dương nói, thời gian anh ở cùng em quá ít. Cố Giai Đồng nói, em gần đây bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian, nghiệp vụ của nhà máy dược phát triển rất tốt, khả năng sản xuất có chút không theo kịp, khu nhà máy phải mở rộng, còn phải mua thiết bị mới nữa, trong thời gian Tết âm lịch đều không thể ở trong nước, em phải đi Mỹ khảo sát thiết bị. Trương Dương nói, lại là nước Mỹ à? Cố Giai Đồng cười cười, cô ta biết Trương Dương khẳng định lại nhớ tới Sở Yên Nhiên, Cố Giai Đồng nói khẽ anh sợ cái gì? Em cũng không phải là đi mà không về mà. Trương Dương nói, không đi không được à? Cố Giai Đồng nói, sang năm nhà máy dược sẽ đối mặt với một lần phát triển nhảy vọt, nếu lần này khảo sát thuận lợi, sang năm nhà máy mới xây xong, sau khi thiết bị đi vào sản xuất, có thể cân nhắc chuyện đưa ra thị trường. Trương Dương nói, vậy em chẳng phải sẽ trở thành một phú bà ức vạn à? Cố Giai Đồng nói khẽ, đều là nhờ phương thuốc của anh đó. Trương đại quan nhân cười nói, giữa anh và em việc gì phải phân đây đó? Vũ khúc kết thúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, có còn rất nhiều lời muốn thổ lộ, tuy rằng rất muốn được ôm nhau nhảy tiếp, nhưng dù sao cũng phải chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, Cố Giai Đồng nói khẽ em chờ điện thoại của anh. Trương Dương hiểu ý gật đầu. Có lẽ là sợ bị người khác nhìn ra sự ám muội giữa cô ta và Trương Dương, hay là vì muốn để lại cho Trương Dương không gian phát huy nhất định, sau khi Cố Giai Đồng và Trương Dương khiêu vũ xong liền về trước. Trương đại quan nhân vì thị hiềm nên cũng không tiễn cô ta, hắn từ bên cạnh cầm lấy một ly tân hương, nhìn thấy Kiều Mộng Viện ngồi trong góc, Kiều Mộng Viện mắt nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt của cô ta lại có vẻ hư vô mờ mịt giống như cách ly khỏi thế giới này. Trương Dương lặng yên đi tới bên cạnh cô ta. Đặt chén rượu lên bàn, nói khẽ, vì sao không khiêu vũ? Kiều Mộng Viện trả lời đơn giản mà trực tiếp, không thích. Trương Dương khịt mũi, có thể nể mặt tôi chút không? Kiều Mộng Viện cười nói, tôi đã nói là không thích rồi, anh đừng miễn cưỡng tôi. Trương Dương hiểu rõ tính tình của Kiều Mộng Viện, lời cô ta đã nói rất ít khi có dư địa thay đổi. Trương Dương cười cười, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy, Quách Chí Giang không biết đến từ lúc nào, đang cầm chén rượu tán gẫu với Thỉ Duy. Kiều Mộng Viện nói khẽ tôi bỗng nhiên có một loại ảo giác, tôi hình như không phải người của thế giới này, cảm giác như tách biệt khỏi tất cả ở xung quanh. Trương Dương bật cười, không phải cô đâu, là tôi mới đúng. Lời mà hắn nói là thật, có lẽ chỉ có hắn mới không thuộc thời đại này, nhưng cuộc sống vài năm nay đã khiến hắn trong bất chi bất giác dung nhập vào thế giới này. Hắn thậm chí rất ít khi nghĩ tới chuyện quá khứ, khi ngẫu nhiên nhớ tới, thậm chí cho rằng tất cả những gì ở triều đại tùy chỉ là một giấc mộng dài mà thôi. Mà Kiều Mộng Viện sinh ra ở thế giới này nhưng lại có một loại cảm giác như cuộc đời như giấc mộng, Kiều Mộng Viện nói có lẽ tôi vốn không thuộc về thế giới này. Trương Đại Quan Nhân nói, tiêu cực quá, cuộc sống tốt đẹp như vậy, vì sao không tích cực mà đối diện với cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống. Kiều Mộng Viện nói, nhân sinh quan của hai chúng ta khác nhau. Trương Dương nói, khác nhau nên mới nên bù trừ cho nhau, tôi sao cảm thấy cô đang đi theo con đường của chủ nghĩa bi quan nhỉ? Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, tôi không phải bi quan, thấy người ta sống trên đời đa số đều là vì tranh danh đoạt lợi, anh không cảm thấy quá mệt mỏi vì loại cuộc sống này có lẽ là bởi vì anh thích thúc cuộc sống như vậy, nhưng tôi thấy nhân sinh của tôi không nên như vậy, một chén trà xanh, một quyển kinh Phật, ngồi xem nhàn vân bạch hạc, tĩnh quan tiểu kiều lưu thủy, như vậy tâm tình của tôi mới có thể đạt được yên ổn chân chính. Trương Dương nói, cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều khác nhau, nếu để tôi sống những ngày như vậy, một ngày còn được. Nhưng một tuần chắc là phát điên mất. Kiều Mộng Viện nói khẽ, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và tôi, nếu nói nhân sinh là một hồi tu hành, phương thức tu hành của chúng ta bất đồng, anh cần nhập mà tôi cần xuất thế, chúng ta nhất định là đi ngược nhau. Lời này của Kiều Mộng Viện tựa hồ như đang ám chỉ gì đó. Trong lòng của Trương Dương đột nhiên rúng động, hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Kiều Mộng Viện, vẫn sáng như nước hồ ngày thu, từ trong đó không hề nhìn thấy một chút gợn sóng nào.
Tâm cảnh của Kiều Mộng Viện đã tu luyện đến trình độ mặt giếng phẳng lặng từ lúc nào vậy, ánh mắt như vậy, Trương Dương từng thấy trên người Trần Tuyết, nhưng cô gái nhỏ đó trời sinh đã như vậy rồi, Kiều Mộng Viện trước đây không phải, Trương Dương vẫn nhớ rõ lúc trước khi hắn cứu Kiều Mộng Viện từ dưới nước lên, bên trong đôi mắt đẹp của Kiều Mộng Viện toát ra tình cảm không thể kìm nén, nhưng hiện tại Kiều Mộng Viện vẫn mỉm cười như trước, nhưng từ trong hai mắt của cô ta lại không tìm thấy bất kỳ thành phần động tĩnh nào. Trương Dương ý thức được Kiều Mộng Viện đã thay đổi rồi. Vũ khúc kết thúc, Thường Hải Tâm cự tuyệt yêu cầu tiếp tục mời cô ta cùng nhảy của Cố Minh Kiệt, đi tới ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện. Trương Dương cười nói, vì sao không nhảy tiếp? Thường Hải Tâm lắc đầu, nói khẽ, mệt chết rồi, tôi vốn không thích khiêu vũ mà. Trương Dương cười nói, điểm này cô và Mộng Viện giống nhau. Thường Hải Tâm nhìn thấy Cố Minh Kiệt lại đi về phía này, vẻ mặt đau khổ nói với Trương Dương, anh giúp tôi đuổi anh ta về đi, anh ta khiêu vũ chẳng ra làm sao cả. Hôm nay chân tôi bị anh ta dẫm cho sưng phù rồi. Trương Dương không nhịn được mà bật cười. Lúc này nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên, chủ nhiệm Trương, chỉ biết nói chuyện cùng mỹ nữ, có hứng thú mời tôi khiêu vũ hay không? Lại là Lâm Phương Phỉ bước về phía hắn. Người ta chủ động đề xuất mời nhảy, Trương Dương đương nhiên không tiện cự tuyệt, đang chuẩn bị đứng dậy thì Thường Hải Tâm nói, ngại quá, Lâm Tiểu Thư, anh ấy vừa mời tôi rồi. Lâm Phương Phỉ cười nói, chủ nhiệm Trương thật đúng là được mỹ nữ hoan nghênh. Ngoài miệng nói rất thoải mái, nhưng vẻ mặt lại có chút xấu hổ. Thường Hải Tâm cũng không phải là cố ý khiến cô ta mất mặt, cô ta thật sự là sợ Cố Minh Kiệt, nhìn thấy Cố Minh Kiệt lại bước về phía cô ta, vội vàng kéo tay Trương Dương đứng dậy. Cố Minh Kiệt vốn định mời Thường Hải Tâm nhảy thêm một điệu nữa, nhưng nhìn thấy Trương Dương cướp đi trước rồi, cũng chỉ có thể tiện thể mời Lâm Phương Phỉ, tuy rằng Kiều Mộng Viện cũng ngồi ở đó. Nhưng Cố Minh Kiện cũng không muốn nếm mùi thất bại, Kiều Mộng Viện hôm nay từ đầu tới cuối chỉ ngồi ở đó, không nhảy một điệu nào, chắc là mình tới cũng chỉ tổ nhận phải lời cự tuyệt. Trương Dương ôm eo nhỏ của Thường Hải Tâm, thầm nghĩ cái trò nhảy hữu nghị này đúng là không tồi, có thể trắng trợn chiếm tiện nghi của nữ hài tử, khi ở triều đại tùy làm gì có được cơ hội này. Trương đại quan nhân đã trải qua huấn luyện khiêu vũ đặc biệt, tiêu chuẩn so với Cố Minh Kiện thì hơn xa, Thường Hải Tâm cuối cùng cũng cảm giác được lạc thú khiêu vũ. Nói khẽ thật sự sợ anh ta chết đi được. Trương Dương nói khẽ Cố công tử muốn theo đuổi cô đó. Thường Hải Tâm trừng mắt lườm hắn một cái, không thích. Không biết là cố ý hay là vô ý mà dẫm lên mũi chân Trương đại quan nhân một cái, Trương Dương ái chà một tiếng, có điều trong lòng lại cảm thấy thoải mái, lòng chiếm hữu của thằng ôn này trước giờ luôn rất mạnh. Thường Hải Tâm nói, Lam Hải về phía dưỡng kỹ thuật thì không có vấn đề gì, có điều thật sự là phải hợp tác với anh ta ư. Biểu hiện của Cố Minh Kiện tối nay đã dọa cho Thường Hải Tâm sợ hãi, cô ta bắt đầu lặng lẽ đánh trống rút lui. Trương Dương nói, công là công, tư là tư, cô không thể bởi vì yêu ghét cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công tác. Thường Hải Tâm nói, con người anh ta có chút nhiệt tình quá độ, tôi cảm thấy hơi sợ, hay là bỏ đi. Trương Dương cũng không ngờ Cố Minh Kiện thật sự có ý với Thường Hải Tâm, ở sâu trong lòng mà nói thì không tình nguyện. Nhưng quan hệ của hắn và Thường Hải Tâm cũng chỉ giới hạn ở mức nhập nhèm không rõ ràng, vẫn còn cách nhau một lớp giấy, không ai nguyện ý chủ động đâm thủng. Hắn cũng hiểu mình không có tư cách hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân của Thường Hải Tâm, mỉm cười nói cô là chủ nhiệm trung tâm tin tức, cuối cùng chọn nhà nào là quyền của cô. Thường Hải Tâm nói, tôi nhớ anh còn có một người bạn mở công ty máy tính mà. Trương Dương nói, cô nói Đinh Triệu Dũng ư. Thường Hải Tâm gật đầu. Cô ta và Trương Dương khi cùng nhau học tập ở trường đảng tỉnh, Đinh Triệu Dũng và Trần Thiệu Bân thường xuyên tới đó tìm Trương Dương, cho nên cô ta cũng biết Đinh Triệu Dũng. Cô ta nói khẽ tôi chuẩn bị tới công ty của anh ta khảo sát một chút. Trương Dương bật cười. Thường Hải Tâm tức giận nói, anh cười cái gì? Trương Dương nói, vạn nhất Đinh Triệu Dũng cũng nhìn chúng cô thì sao? Thường Hải Tâm lại giẫm cho hắn một cái, lần này là cố ý. Trương Dương nhíu mày. Cười khổ nói, hồng nhan họa thủy. Tối hôm đó nghi thức ký hợp đồng kết thúc viên mãn, Trương Dương sau khi đi tiễn hết khách quý thì đã là 10 giờ tối, hắn vốn định lén lút chuồn ra ngoài đi gặp Cố Giai Đồng, nhưng lại bị Trần Hạo gọi tới. Tối hôm đó Trần Hạo hưng chí rất cao, gã rất hài lòng đối với hoạt động hôm nay, đặc biệt mời mấy cán bộ và nhân viên công tác ăn khuya. Trương Dương vốn không muốn đi, nhưng Trần Hạo tự mình tới thông chi cho hắn, Trương Dương nói chung không thể không nể mặt vị lãnh đạo trực tiếp này được. Trần Hạo nói rất đúng trọng tâm, Tiểu Trương, hoạt động lần này tiến hành thuận lợi như vậy, chúng ta phải ăn mừng, vừa rồi mọi người chỉ lo tổ chức chiêu đãi, không chiếu cố được bản thân, hiện tại tất cả đều đã kết thúc thuận lợi,
tôi tới mời mọi người đi ăn khuya, coi như tôi mừng công cho mọi người, không ai được vắng mặt đâu đó. Lãnh đạo đã nói đến nước này, không ai dám chối từ, tất cả cán bộ lãnh đạo, nhân viên công tác từ Nam Thích tới đều tham gia tiệc chiêu đãi do Trần Hạo tổ chức này. Tiệc rượu cũng kiểu nước ngoài, đồ ăn lạnh là chính. Người Trung Quốc trong hoạt động thương vụ đã dần dần tiếp nhận điều này, nhưng ruột lại có chút không thích ứng được, một chút đồ ăn buổi tối sau khi trải qua vũ hội đã tiêu hao gần hết, lúc này ai ai cũng rất đói. Trần Hạo ăn cũng rất ngon, tâm tình của gã cũng rất vui, Trần Hạo cầm chén rượu chủ động xuất khích, tửu lượng của Trần Hạo cũng không tồi, có điều gã đã rất lâu rồi chưa uống rượu tận hứng, gã hôm nay cao hứng không phải là ngụy trang, từ chỉ huy công tác cảng nước sâu đến phân quản công tác thể dục thể thao. Trần Hạo ở sâu trong nội tâm thực sự là cũng uất ức một đoạn thời gian, có điều gã hiện tại đã điều chỉnh lại được rồi. Khi phụ trách công tác của cảng nước sâu, gã cả ngày đều ở dưới một loại áp lực không thể hình dung, quyền lực mà Từ Quang Nhiên giao cho gã tuy rằng rất lớn, nhưng gã lại không có được bất kỳ khoái cảm nào từ trong quyền lực. Trạng thái của gã khi đó có thể dùng câu như miếng băng mỏng để hình dung, không giống với người khác đều coi cảng nước sâu trở thành một kỳ ngộ chính trị hiếm có. Trần Hạo từ khi thượng nhiệm đã bắt đầu coi cảng nước sâu trở thành một gánh nặng cực lớn, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đổi công tác phân quản của gã và Cung Kỳ Vĩ với nhau. Tư tưởng của Trần Hạo sinh ra ba động trong một đoạn thời gian, đó là bởi vì gã cảm thấy xấu hổ, nhưng theo sự trôi qua của thời gian, theo sự tiếp nhận hiện thực này của gã, phát hiện rời khỏi cảng nước sâu đối với mình mà nói là một chuyện tốt. Ví dụ như những lời an ủi mà Từ Quang Nhiên lúc trước nói với gã, vận hội tỉnh sắp khai mạc. Công tác thể dục thể thao của Nam Tích trở nên quan trọng chưa từng có, để gã vào lúc như hiện giờ đi phân quản công tác thể dục thể thao, chẳng khác nào nhét chính thích vào trong tay gã. Trần Hạo hiện tại cuối cùng đã cảm nhận được tư vị trong đây, từ tổ chức thành công cuộc thi đấu bóng đá ngôi sao đến ký hợp đồng đại sứ hình tượng vận hội tỉnh, kế tiếp chính là bán đấu giá khu đất sân thể dục cũ, mỗi một sự kiện đều có thể nói là tiêu điểm được mọi người chú ý. Tuy rằng người thực hành trực tiếp tất cả những việc này là Trương Dương, nhưng gã là lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương, tất cả vinh dự gã tự nhiên được phân hưởng. Nhìn thấy năng lực công tác của Trương Dương, hiện tại cái nhìn của Trần Hạo đối với thằng ôn này đã thay đổi rất nhiều, trước đây gã luôn thấy Trương Dương đối nghịch với mình, nhưng hiện tại, mỗi một thành công trong công tác của Trương Dương đều là rát vàng lên mặt gã, thân ở vị trí khác nhau, cảm giác cũng khác nhau. Trần Hạo cạn chén với Trương Dương, gã thật lòng nói, "Tiểu Trương, trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi. Hai chén này tôi đại biểu cho mọi người biểu dương thành tích công tác của cậu." Trương Dương cười nói, "Thị trưởng Trần, ngài trong cuộc họp thị uy biểu dương tôi thì thực tế hơn đấy." Mọi người ở xung quanh đều bật cười. Trần Hạo cũng cười nói, "Được, chờ ngày mừng công vận hội tỉnh bế mạc thắng lợi, tôi sẽ xin trọng thưởng từ thị lý cho cậu." Mấy cán bộ của Ủy ban Thể dục Thể thao hiện tại đã tâm phục khẩu phục vị chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao trẻ tuổi này. Lúc ban đầu bên trong Ủy ban Thể dục Thể thao không ai chịu phục đối với tên từ ngoài tới này, nhưng thành tích công tác của Trương Dương sau khi tới Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích có thể nói là ai ai cũng thấy rõ, mà Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích từ một đơn vị không có thực quyền biến thành một nhân vật hết sức quan trọng trong sự nghiệp thể dục thể thao Nam Tích, từ xây dựng sân bãi của trung tâm thể dục mới đến công tác tổ chức vận hội tỉnh. Bọn họ đều nắm quyền trong tay, loại biến đổi thành người khác này không phải ai cũng làm được. Hai phó chủ nhiệm Tang Kim Đường và Thôi Quốc Trụ cũng đi tới kính rượu Trương Dương, Trương Dương nhìn ra tối nay không dễ dàng chuồn được rồi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn sợ Cố Giai Đồng đang sốt ruột chờ hắn. Trần Hạo cơ hồ uống hai chén với mỗi người, khi đến phiên nữ chủ trì đài truyền hình Lâm Phương Phỉ, Trần Hạo cười nói, "Tiểu Lâm, các vị trở về nhất định phải tuyên truyền tốt tiệc rượu ký hợp đồng của chúng ta, đây chính là đại sự của giới thể dục thể thao Nam Tích chúng ta, cũng là đại sự của Nam Tích." Lâm Phương Phỉ cười nói, "Chuyện của thị trưởng Trần cũng là chuyện của tôi, ngài yên tâm, chẳng những sẽ phát trên tin tức, tôi còn sẽ đặc biệt làm một chuyên tập." Trần Hạo liên tục cười nói, "Tốt, tốt, tốt." Trương Dương nhìn thấy đã hơn 11 giờ rồi, đang chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại nghe thấy Trần Hạo nâng chén rượu lên nói, "Tôi đề nghị mọi người chúng ta lại cùng nhau đồng khởi một ly cuối cùng. Ngày mai còn phải đi làm, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi." Trương Dương nghĩ thầm lão Trần cuối cùng cũng nói một câu tiếng người, anh vui vẻ cao hứng cũng không thể bắt nhiều người như vậy phải bồi tiếp anh, làm lãnh đạo cũng không thể theo chủ nghĩa đặc quyền. Trần Hạo cầm chén thủy tinh lên, trong chén rượu của y hơn phân nửa là rượu trắng, có thể nhìn ra được Trần Hạo hôm nay khá là cao hứng. Ngửa cổ lên uống cạn, mọi người cùng nhau lên tiếng ủng hộ.
Trần Hạo mặt đỏ ửng, giơ cái chén không ra, còn giám sát mọi người đang ngồi uống cạn rượu. Trương Dương nhìn thấy Thường Hải Tâm cũng cạn rượu trong chén, cười cười với cô ta, bản thân cũng uống hết rượu của mình. Trần Hạo vỗ vỗ tay nói, mọi người trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta ai cũng có công tác của người nấy. Đừng, gã nói tới đây bỗng nhiên cảm thấy bụng đau nhói, làm lãnh đạo năng lực nhẫn nại đều rất mạnh. Trần Hạo nhíu mày, hít sâu một hơi, chuẩn bị giảm bớt một chút đau đớn rồi tiếp tục nói cho hết lời, đừng chậm trễ công. Chỉ còn một chữ cuối cùng nhưng lại không thể nói ra được, Trần Hạo trong bụng khó chịu như phiên giang đảo hải, gã che miệng chạy tới toilet, chẳng còn bận tâm tới bộ dạng của thị trưởng nữa, nhưng chưa kịp chạy tới toilet thì đã ói ra trước mặt mọi người. Trương đại quan nhân cũng không có ý hạnh tai nhạc họa, Trần Hạo hôm nay uống nhiều như vậy, bị nôn cũng là rất bình thường, điều này chứng tỏ vị phó thị trưởng thường vụ này là một người tính tình trung thực, nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ không như vậy. Tang Kim Đường đứng gần đó, lảo đảo chạy tới, đỡ tay Trần Hạo, quan tâm hỏi, thị trưởng Trần, anh không sao chứ? Trần Hạo chỉ vào bụng, đau đến nỗi không nói ra nổi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy, trên trán túa ra mồ hôi to như hạt đậu, môi cũng tái nhợt. Tang Kim Đường tuy rằng không phải là bác sĩ, nhưng thấy bộ dạng của Trần Hạo không đúng lắm, thất kinh nói, thị trưởng Trần, anh không khỏe chỗ nào? Tất cả mọi người đều vây tới. Trương Dương bước lên bắt mạch môn của Trần Hạo. Nhất thời phát hiện mạch đập của Trần Hạo không ổn, mạch đập rất khẽ và yếu, từ mạch xem ra gã chắc là bị tổn thương tỳ vị. Tang Kim Đường nói, hay là mau đưa tới bệnh viện đi. Trương Dương gật đầu, tôi lái xe. Đây không phải là Trương Dương gấp chữa bệnh cho Trần Hạo, mà là có rất nhiều bệnh chứng, ngay cả bản thân hắn cũng không thể trong thời gian ngắn trừ được bệnh. Bệnh của Trần Hạo chắc là ăn uống linh tinh, án chiếu theo lý luận của y học hiện đại thì rất có khả năng là bị viêm tuyến tụy. Cho dù Trương Dương có thể chữa được thì cũng cần một đoạn thời gian, trước mặt cách làm thực tế nhất là mau mau đưa Trần Hạo tới bệnh viện. Trần Hạo trên đường đi lại nôn một lần nữa, đau đến nỗi thần trí mơ hồ, Trương Dương len lét điểm huyệt mê của gã, để gã ngủ tạm thời, ít nhất như vậy có thể giúp gã giảm bớt đau đớn. Phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh nghe nói người được đưa tới cấp cứu là Phó Thị trưởng Thường vụ thành phố Nam Tích, cũng biểu hiện ra vẻ vô cùng coi trọng. Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu lập tức thông chi cho trực ca hành chính của bệnh viện, nhân viên trực ca hành chính lập tức đưa tới khoa tiêu hóa, hai vị chủ nhiệm ngoại khoa đang ở nhà cũng bị gọi tới hội trần. Thực tế đã chứng minh Trương Dương đoán không sai, kết quả kiểm tra máu của Trần Hạo cho thấy chỉ số tăng cao, gã là bị viêm tuyến tụy cấp tính. Phía bệnh viện sau khi tiến hành trị liệu khẩn cấp cho Trần Hạo liền đưa gã vào phòng bệnh, chuẩn bị đợi sau khi tình huống của Trần Hạo ổn định sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn phương vị cho gã. Tra ra nguyên nhân viêm tuyến tụy, thường thường loại đau bụng cấp này đều có bệnh về đường mật. Xong chuyện của Trần Hạo thì đã là 1 giờ sáng, mấy người đều vô cùng mệt mỏi, thư ký của Trần Hạo đương nhiên phải ở lại chăm sóc, Phó Trường Trinh nói, mấy vị lãnh đạo, các vị trở về nghỉ ngơi trước đi, tôi ở lại, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Tang Kim Đường lắc đầu, gã không muốn, cái này không phải chỉ vì quan hệ giữa gã và Trần Hạo rất tốt, mà gã thấy rằng đây là một cơ hội để biểu hiện. Lãnh đạo đột nhiên phát bệnh, mình chăm sóc hắn cả một đêm, loại cảm tình này so với nịnh nọt bình thường thì mạnh hơn vô số lần, cái này gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thôi Quốc Trụ cũng không muốn đi, gã và Tang Kim Đường đều mang tâm tư giống nhau. Trương Dương nói, vậy tôi đi về trước, nhiều người ở lại đây cũng không tiện, sáng ngày mai tôi sẽ tới thay. Tang Kim Đường gật đầu nói, đi về trước đi, vừa rồi nghe bác sĩ nói thị trưởng Trần không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên chúng tôi định tạm thời không thông chi cho gia đình anh ta, giờ muộn rồi, cũng không nên khiến người nhà của anh ta lo lắng. Thôi Quốc Trụ nói, để sáng sớm ngày mai rồi tính, chủ nhiệm Trương, cậu thấy vậy có được không? Trương Dương nói, chuyện uống rượu cũng đừng nói với thị lý, cứ nói tối nay thị trưởng Trần vì bận quá cho nên từ sáng tới tối chưa kịp ăn uống gì. Mấy người đồng thời gật đầu. Trương Dương nói với Phó Trường Trinh, Trường Trinh, buổi tối tôi vẫn mở di động. Có gì việc gấp thì gọi điện thoại ngay cho tôi nhé. Phó Trường Trinh cười nói, chủ nhiệm Trương, anh mệt mỏi cả một ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, bên này có tôi rồi, anh cứ yên tâm. Sau khi Trương Dương rời khỏi bệnh viện, ngẫm nghĩ một chút, đã muộn như thế này rồi thôi thì đừng quấy rầy mộng đẹp của Cố Giai Đồng. Khi hắn đang chuẩn bị quay về Nam Quốc Sơn Trăng thì Nhậm Văn Bân gọi điện thoại tới. Nhậm Văn Bân vừa mới nghe nói Trần Hạo sinh bệnh cấp tính, đang cùng Lý Quang Nam tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Trương Dương nói, không cần đâu, giờ đã ổn định rồi, các vị đến cũng không giúp được gì, anh ta hiện tại đang ngủ,
bên cạnh cũng có người chiếu cố rồi, các vị ngày mai hẵng đến đi. Nhậm Văn Bân nói, như vậy sao được, chúng tôi giờ tới ngay đây, thị trưởng Trần là khách quý của Nam Quốc Sơn Trang chúng tôi, xảy ra chuyện, chúng tôi đương nhiên phải tới thăm, anh ở đó đợi tôi nhé. Trương Dương nói, tôi còn có việc, các vị thích thì cứ tới, dẫu sao thì bọn chủ nhiệm tang cũng ở đó mà. Trương Dương gác điện thoại, không khỏi cười khổ, Trần Hạo lần này đột nhiên phát bệnh, không biết sẽ kinh động tới bao nhiêu. Điện thoại yên chưa được bao lâu lại đổ chuông, Thường Hải Tâm cũng gọi điện thoại tới, cô ta là được mọi người ủy thác gọi điện thoại hỏi tình huống trước mắt của Trần Hạo. Trương Dương nói cô ta không cần lo lắng, tình huống của Trần Hạo đã ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng, cũng bảo cô ta chuyển cáo lại với những người khác người như vậy. Nói chuyện với Thường Hải Tâm xong, Trương Dương đứng ở cửa lớn Bệnh viện Nhân dân tỉnh, gió đêm thổi một tờ giấy trắng xoay tròn đến dưới chân hắn, hắn thở ra một hơi màu trắng. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở đối diện lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn thấy đó là quán ba 1860 Munich, bỗng nhiên nhớ tới khi hắn và Cố Giai Đồng vừa mới quen nhau, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường. Chương 584, chẩn đoán bước đầu. Lúc này một hộ sĩ đi tới, các vị ai là người nhà của thị trưởng Trần? Mấy người đều hướng ánh mắt về phía Trương Dương, dù sao hắn cũng là lãnh đạo cao nhất ở đây, Trương Dương nói, chúng tôi đều là đồng sự của anh ấy. Người nhà thì lát nữa mới tới. Hộ sĩ nói, chủ nhiệm Lương của chúng tôi muốn bàn về tình huống của bệnh nhân với các vị, ai đi đây? Trương Dương cười nói, tôi đi. Phùng Vĩ cũng đi theo Trương Dương tới văn phòng của chủ nhiệm ngoại khoa. Chủ nhiệm ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân tỉnh Lương Thụ Thành đang ngồi đó đọc phim, nhìn thấy bọn họ tới, lúc này mới bỏ phim xuống. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, chào ông, chúng tôi đều là cấp dưới của thị trưởng Trần. Trước mắt người nhà của anh ta vẫn chưa tới kịp, có lời gì thì có thể nói với chúng tôi trước có được không? Lương Thụ Thành gật đầu nói, căn cứ vào tình huống kiểm tra, đã bước đầu kết luận thị trưởng Trần bị ung thư gan, hơn nữa còn di căn tới phổi, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Phùng Vĩ nghe thấy vậy suýt chút nữa thì bật khóc, Trần Hạo đối với hắn trước giờ luôn rất tốt. Trương Dương cũng thấy rất phiền toái, hắn tuy rằng y thuật cao, cũng từng cứu trị người bị bệnh ung thư. Nhưng loại ung thư đã di căn của Trần Hạo thuộc loại bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho dù hắn ra tay cũng không nắm chắc 100%. Lương Thụ Thành nói, giải phẫu trị liệu là điều không thể, chúng tôi đang chờ đợi kết quả kiểm tra toàn diện, các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nghĩ biện pháp xem có thể khuyên bệnh nhân chấp nhận hóa trị không. Trước mắt đây là phương pháp duy nhất để trì hoãn bệnh tình của anh ta. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, thị trưởng Trần biết chuyện này chưa? Lương Thụ Thành lắc đầu nói, anh yên tâm đi, chúng tôi nghĩ đến năng lực thừa nhận tâm lý của bản thân bệnh nhân, sẽ không khinh suất nói cho anh ta biết bệnh tình thực tế, chuyện này tốt nhất là mau chóng thông chi cho người nhà của anh ta có quyền được biết. Trương Dương thở dài nói, ung thư gan và phổi, sao lại đột ngột như vậy? Lương Thụ Thành nói, bản thân bệnh nhân chính là một người bị viêm gan B, tôi đã hỏi qua bệnh sử rồi, anh ta bị viêm gan B đã 20 năm rồi, còn bị sỏi mật. Với tình trạng sức khỏe như vậy mà còn uống rượu nhiều, chẳng phải là đùa với mạng sống ư. Người làm thị trưởng chẳng lẽ đều như vậy à? Trương Dương nói, công tác cần vậy, thân bất do kỷ mà. Lương Thụ Thành nghĩ thầm, uống rượu cũng có liên quan tới công tác ư. Nhưng y cũng biết đám người trước mắt đều là nhân vật tai to mặt lớn của Nam Tích, y tất nhiên sẽ không làm mất lòng, nói với Trương Dương, các anh yên tâm, lãnh đạo bệnh viện đã đặc biệt dặn dò tôi phải chú ý chuyện của thị trưởng Trần. Phương diện chẩn đoán trị liệu chúng tôi sẽ tập trung lực lượng mạnh nhất, cung cấp phương pháp chẩn liệu tốt nhất, nhưng phương diện tình tự của bệnh nhân cần các vị phối hợp giúp đỡ, chỉ có tình tự của anh ta không xảy ra vấn đề thì việc trị liệu về sau của chúng tôi mới có thể tiến hành tốt. Trương Dương cười cười nói, chủ nhiệm Lương phí nhiều tâm tư rồi. Từ văn phòng của Lương Thụ Thành đi ra, nhìn thấy người nhà của Trần Hạo đã tới, lão bà Mã Hồng Quyên, chị gái Trần Phượng Lan, cháu ngoại Thạch Thắng Lợi đều. Hai đứa con gái của Trần Hạo đều đang học đại học ở bên ngoài, vợ gã không thông chi cho họ tới. Mã Hồng Quyên rất quen với Phùng Vĩ, lao lên nắm lấy tay Phùng Vĩ, còn chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ lựng cả lên, tiểu Phùng, cậu nói đi, cậu mau nói đi, lão Trần nhà chúng tôi rốt cuộc là bị bệnh gì. Phùng Vĩ thấy khó có thể mở miệng, hắn nhìn về phía Trương Dương xin giúp đỡ, Trương Dương cũng biết những lời này mình không thích hợp nói với Mã Hồng Quyên, hắn xoay người bước đi. Thạch Thắng Lợi đi theo, gã đối với Trương Dương là thật sự bội phục, lần trước giúp đỡ Trương Dương đá Đoàn Kim Long ra khỏi Hải Thiên, cảm thấy quan hệ giữa gã và Trương Dương cũng đã được kéo gần hơn nhiều, cũng dám ở trước mặt Trương Dương nói vài câu,
Gã nói khẽ, chủ nhiệm Trương, có gì xin cứ nói đi, anh không tiện nói với họ thì cứ nói với tôi. Trương Dương quay lại nhìn Thạch Thắng Lợi, thằng ôn này hiện giờ mặt mày cũng vô cùng lo lắng, gã tước giờ luôn rất tôn kính cậu của mình, là thật lòng quan tâm. Trương Dương nói, bác sĩ nói là bị ung thư gan và phổi. Thạch Thắng Lợi còn tính là có chút lương tâm, sau khi nghe Trương Dương nói ra bệnh tình của Trần Hạo, nước mắt liền tí tách rơi. Người còn không thể tiếp nhận được chuyện này hơn Thạch Thắng Lợi là lão bà Mã Hồng Quyên của Trần Hạo. Mã Hồng Quyên lúc này đã ngã vật xuống đất, Phùng Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ta, chị chồng của cô ta Trần Phượng Lan cũng chạy tới đỡ cô ta dậy. Trần Phượng Lan đứng ở bên cạnh đã nghe thấy rõ ràng, vừa lau nước mắt vừa nói, Hồng Quyên, em phải cố gắng chịu đựng, Trần Hạo vẫn chưa biết, em nếu thất thố, chẳng may để nó nhìn thấy. Trần Phượng Lan chỉ có một cậu em trai này, vừa nói cũng vừa khóc. Mã Hồng Quyên vừa khóc vừa nói, con người của anh ấy công tác tới mức không cần bệnh, đã biết mình bị bệnh gan còn phải đi tham gia tiệc rượu gì đó, biết rõ uống rượu hại người mà còn liều mạng. Uống lấy được, trong lòng anh ấy chỉ có Nam Tích, còn đặt mẹ con chúng tôi ở đâu. Các vị cũng thật là, biết rõ sức khỏe của anh ấy không tốt còn bắt anh ấy uống. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm chuyện này không liên quan gì nhiều tới công tác, cũng không phải là bọn họ khuyên Trần Hạo uống rượu. Trần Hạo uống rượu là bản thân gã muốn, thân là lãnh đạo cao nhất trong bọn họ, nếu Trần Hạo không chủ động uống rượu, người khác cũng không tiện khuyên gã. Nhưng Trần Hạo đã thảm đến mức này rồi, Trương Dương cũng không tiện nói gì, bảo với Thạch Thắng Lợi, anh khuyên mợ anh đi, trăm ngàn lần đừng để thị trưởng Trần nhìn ra điều gì. Thạch Thắng Lợi gật đầu, khó khăn lắm mới khuyên được mợ ngừng khóc, cả nhà đi vào phòng bệnh thăm Trần Hạo. Đám người ở bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, Tang Kim Đường ngáp một cái. Nói tôi mệt không chịu nổi nữa rồi, về nghỉ ngơi một lát. Trương Dương hết nhìn Tang Kim Đường rồi lại nhìn Thôi Quốc Trụ, bọn họ ở bệnh viện cả một đêm, đều vô cùng mệt mỏi rồi. Trương Dương gật đầu nói, mau về nghỉ ngơi đi, bảo các đồng chí khác cũng đừng tới bệnh viện, để tránh ảnh hưởng thị trưởng Trần nghỉ ngơi. Thôi Quốc Trụ gật đầu nói, chuyện này có cần giữ bí mật không? Trương Dương nói, đương nhiên phải giữ bí mật rồi, chẩn đoán chính thức của bệnh viện vẫn chưa có. Về bệnh của thị trưởng Trần cố gắng đừng nhiều lời. Tang Kim Đường nói, vốn định chiều nay chúng ta về Nam Tích, vậy có đi nữa không? Trương Dương nói, chủ nhiệm Tang, anh dẫn các đồng chí khác đi về trước đi, thư ký Phùng ở lại, tôi cũng ở lại thêm một ngày, nếu chẳng may phát sinh chuyện gì cũng tiện chiếu ứng, ngày mai tôi sẽ về. Tang Kim Đường liên tục gật đầu, gã và Thôi Quốc Trụ lần này rất sảng khoái rời đi, bọn họ đi như vậy rõ ràng không chỉ là bởi vì bọn họ rất mệt mỏi. Còn có một nguyên nhân khác, Trần Hạo bị bệnh nan y, bọn họ cho dù ở trước mặt Trần Hạo biểu hiện có tốt hơn nữa thì về sau cũng đừng hy vọng được hồi báo gì. Trong mắt bọn họ, Trần Hạo đã không còn nhiều thời gian, một người ngay cả mạng còn sắp mất, còn nói gì tới sinh mệnh chính trị nữa. Đối với một lãnh đạo như vậy, bọn họ việc gì phải lao tâm khổ tứ đi nịnh bợ, đa số người trong thể chế đều là hạng thực tế. Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi cùng, Phùng Vĩ nói, chủ nhiệm Trương. Chuyện này có cần báo cáo với thị lý không? Trương Dương gật đầu, Trần Hạo là phó thị trưởng thường vụ, sức khỏe của gã xảy ra vấn đề, khẳng định phải báo cáo với thị lý. Trương Dương cân nhắc vấn đề vô cùng toàn diện, hắn dặn dò Phùng Vĩ, hiện tại chỉ có chẩn đoán bước đầu, cho nên cậu khi báo cáo với thị lý nhất định đừng nói quá nặng. Trước tiên cứ nói với thị lý rằng thị trưởng Trần bị viêm tuyến tụy cấp tính, trước mắt nằm viện trị liệu, về phần tình huống cụ thể hay là chờ chẩn đoán chính thức rồi nói sau. Phùng Vĩ hiểu ý Trương Dương, gã đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Trương Dương đang cân nhắc xem lát nữa có nên đi xem bệnh cho Trần Hạo hay không, nhưng lúc này người nhà của Trần Hạo đều ở trong phòng bệnh, rất không tiện. Trương Đại Quan Nhân đi tới cửa sổ hành lang, không có việc gì làm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót rất có tiết tấu. Trương Dương quay mặt lại, nhìn thấy Hải Sát Phương Quân Giao đã lâu chưa gặp đi về phía này. Trương Dương có chút kinh ngạc. Không ngờ lại không hẹn mà gặp Hải Sắt ở đây. Vương Quân Giao mắt phượng cũng trợ tròn, lộ ra vẻ có chút ngạc nhiên, có điều mắt lập tức cong thành hình trăng khuyết, khóe môi lộ ra ý cười, cô ta mặc áo khoác da màu xám, lộ ra vẻ quý khí bức người, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí độ cao quý, mỉm cười bước về phía Trương Dương, nói Trương Dương, anh sao lại ở đây? Trương Dương đối với Hải Sắt tuy rằng không có hào cảm gì, có điều người ta đối với mình thủy chung luôn vô cùng khách khí. Trên cấp bậc và lễ nghĩa hắn cũng không muốn có gì không phải, Trương Dương cười ha ha nói cùng bạn đến khám bệnh, Hải Sắt phu nhân tới đây có việc gì à? Vương Quân Giao gật đầu nói, chị tôi mổ ở đây, cho nên tôi tới thăm.
Trương Dương nghe nói lão bà của thính trưởng thính công an Vương Bá Hành nằm viện mổ, thầm nghĩ thật sự là khéo quá, lần này ra vào khẳng định là gặp không ít lãnh đạo, chuyện của Trần Hạo sợ rằng khó mà giữ được. Vương Quân Giao nhìn Trương Dương, trong lòng hận đến cực điểm, nhưng vẻ mặt của cô ta lại không lộ ra chút nào, nói khẽ, nghe nói anh ở Nam Tích làm rất xuất sắc. Trương Dương nói, tôi chỉ là một cái đinh ốc thôi, lãnh đạo vặn tôi ở đâu thì tôi cắm vào đó, xuất sắc thì không dám nhận, có điều tôi vẫn tính là xứng với chức. Vương Quân Giao gật đầu, trong lòng lúc này hiện lên bóng dáng của Hứa Gia Dũng, ánh mắt của cô ta hướng ra ngoài cửa sổ, nói khẽ tôi nghe nói đất của Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích các anh sắp được bán đấu giá công khai. Trương Dương cười nói, tin tức của Hải Sắt Phu Nhân rất là linh thông, chuyện này thì Lý chỉ mới có ý định sơ bộ, vẫn chưa chính thức tuyên bố ra ngoài. Vương Quân Giao mỉm cười nói, đối với những thương nhân như chúng tôi mà nói, thương cơ có nghĩa là tài phú. Trương Dương nói, nghe nói phu nhân ở núi Thanh Đài đầu tư một tòa thành thị điện ảnh quốc tế hóa, tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Vương Quân Giao nói, vẫn tốt, chính phủ thành phố Giang Thành vô cùng ủng hộ hạng mục đầu tư này của tôi, cho tôi không ít điều kiện tiện nghi. Trương Dương cười nói, chỉ tiếc tôi đã rời khỏi Giang Thành, không thể giúp gì được cho phu nhân. Vương Quân Giao nói, đã giúp không ít rồi. Trương Dương cười cười, hắn cũng không dám kể công, phu nhân xem ra muốn đem gì rời trọng tâm sinh ý vào quốc nội. Vương Quân Giao không chút giấu giếm gật đầu, nói khẽ, lá dụng về cội mà, tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi, hiện tại đã lớn tuổi, đối với tất cả mọi thứ trong quốc nội càng lúc càng nhớ, nhớ bằng hữu của tôi, nhớ thân nhân của tôi. Khi nói đến hai chữ thân nhân này, nội tâm của Vương Quân Giao đau đớn giống như bị độc xà cắn xé, cô ta từng tìm được ý nghĩa phấn đấu sinh tồn của mình, nhưng hiện tại tất cả đã hết rồi. Vương Quân Giao không dám tiếp tục ở lại đây nữa, cô ta sợ nếu tiếp tục ở lại đây, cô ta sẽ không thể ngăn được sự cừu hận đối với Trương Dương. Có điều biểu hiện của Vương Quân Giao vẫn rất ưu nhã ung dung, cô ta cười cười nói lời từ biệt với Trương Dương. Nếu đã biết lão bà của Vương Bá Hành cũng nằm viện ở đây, Trương Dương trên lễ tiết cũng phải ân cần thăm hỏi một chút, tuy rằng hắn cũng không thích Vương Bá Hành, nhưng ở trong quan trường, một người trước tiên phải học được cách che giấu sự yêu ghét của mình, cho dù là đối mặt với cửu nhân của mình, cũng phải biểu hiện ấm áp như mùa xuân, đây chính là cảnh giới tòng chính. Trương Dương ở cửa hàng bán hoa trước bệnh viện mua một bó hoa tươi, khi mua hoa gặp người quen, thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng và con trai của y Cao Liêm Minh cũng mua hoa ở đó, Trương Dương và Cao Trọng Hòa không quen nhau. Nhưng hắn lại quen Cao Liêm Minh, Cao Liêm Minh hôm nay không ngờ không đeo kính, cho nên Trương Dương nhìn mãi mới nhận ra gã. Cao Liêm Minh xông lên cười ha ha nói, Trương Dương, anh sao cũng ở đây à? Trương Dương cười nói, tôi vốn cho rằng Nam Tích nhỏ, nhưng không ngờ Đông Giang cũng không lớn, đi đâu cũng gặp người quen, chào thính trưởng Cao. Hắn trước tiên hỏi thăm Cao Trọng Hòa một chút, người ta là phó thính trưởng thính công an, sắp nhận chức của Vương Bá Hành, cũng có hy vọng tiến vào ban để thường ủy tỉnh. Cao Trọng Hòa cười cười gật đầu với Trương Dương. Trương Dương lại nói, thính trưởng Cao, ngài là tới thăm phu nhân của thính trưởng Vương à? Cao Trọng Hòa cười nói, xem ra cậu cũng vậy. Trương Dương nói, tôi vừa gặp em gái của ông ta cho nên mới biết Vương phu nhân bị bệnh. Cao Liêm Minh nói, là đi giải phẫu cắt bỏ sỏi mật, hôm nay là ngày thứ hai sau phẫu thuật. Trương Dương nói, các vị đi trước đi, tôi lát nữa sẽ tới. Cao Trọng Hòa cười nói, cùng đi đi. Nếu y đã mở miệng, Trương Dương cũng không tiên từ chối, đi theo hai cha con họ tới phòng bệnh của lão bà Vương Bá Hành. Khi nọn họ đến, Vương Quân Giao vẫn chưa đi, đang ở bên cạnh giường bệnh gọt hoa quả cho chị cô ta, Vương Quân Giao rất biết làm người, quan hệ với chị dâu rất tốt. Trương Dương tới đây cũng nằm trong ý liệu của cô ta, xem ra thằng ôn này cũng rất quen thuộc quy tắc trong quan trường, sống cũng rất khéo. Nhìn thấy cha con Cao Trọng Hòa tới, lão bà của Vương Bá Hành chống tay định ngồi dậy. Cao Liêm Minh bước tới đỡ lấy tay của bà, ân ẩn nói, dì Lưu à, dì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, vừa mới giải phẫu xong cần phải nghỉ ngơi, đừng để chạm tới vết thương. Lão bà của Vương Bá Hành cười cười, giọng nói của bà ta lộ ra vẻ suy yếu, không có việc gì cả, giải phẫu thôi mà, hiện tại mổ nội soi, chỉ thoáng cái là cắt bỏ được túi mật, không tổn thương tới nguyên khí. Trương Dương một mực không biết nên nói gì, đặt giỏ hoa quả xuống. Lão bà của Vương Bá Hành không biết hắn. Chào hỏi cha con Cao Trọng Hòa xong mới lưu ý đến sự tồn tại của Trương Dương, cậu là. Vương Quân Giao giới thiệu, chị dâu, vị này là chủ nhiệm Trương Dương của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích. Lão bà của Vương Bá Hành không có ấn tượng gì với hắn, với thân phận của Vương Bá Hành,
lão bà nằm viện, không biết có bao nhiêu người vội vàng tới tặng lễ, Vương Bá Hành cũng đoán được điểm này, cho nên xử lý chuyện này khá khiêm tốn, chỉ có rất ít người biết chuyện này. Cho nên sự có mặt của Trương Dương mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, quan hệ của hắn và Vương Bá Hành không được tốt lắm. Vương Quân Giao nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của chị dâu, biết rằng bà ta không biết Trương Dương là ai, lại bổ sung một câu, người trước đây là người yêu của con gái tỉnh trưởng Tống. Sự giải thích này của Vương Quân Giao khiến cho Trương Đại Quan Nhân khá xấu hổ, có điều rất hữu hiệu, chị dâu của cô ta cuối cùng cũng nhớ ra Trương Dương là ai, cười nói, thì ra là Tiểu Trương à, cảm ơn cậu. Trương Dương nói, tôi cũng là vừa hay gặp Hải Sắt Phu Nhân ở đây cho nên biết bà sinh bệnh, tới tặng bà bó hoa, chúc bà sớm ngày lành bệnh. Lão bà của Vương Bá Hành khen, thật cảm ơn cậu, cậu đúng là biết ăn nói. Trương Dương cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa, hắn cười nói với cha con Cao Trọng Hòa, các vị trò chuyện nhé, tôi còn có việc, không làm phiền các vị nói chuyện. Hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Tới phòng bệnh của Trần Hạo, nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ có Thạch Thắng Lợi, những người khác chẳng biết đã đi đâu rồi. Sắc mặt của Trần Hạo rất khó coi, nhìn thấy Trương Dương tới, gã liền vẫy vẫy tay với Trương Dương, nói, Trương Dương, cậu tới đây, tôi có việc muốn hỏi cậu. Thạch Thắng Lợi ở sau lưng Trần Hạo lén lút nháy mắt với Trương Dương. Trương Dương lập tức ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, hắn cười cười đi tới, thị trưởng Trần, chuyện gì mà khiến cho anh nghiêm túc như vậy? Trần Hạo nói, Trương Dương, tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Là viêm tuyến tụy ư? Trương Dương gật đầu nói, biển ở đầu giường có viết mà, là viêm tuyến tụy cấp tính. Nghe nói bệnh này rất hung hiểm, nếu không được cứu trị đúng lúc, khả năng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đấy. Trần Hạo nói, tôi luôn cảm thấy mình bị bệnh rất nặng, hôm nay kiểm tra nhiều hạng mục như vậy, có phải tôi còn có bệnh khác hay không? Các cậu là đang che giấu điều gì phải không? Trương Dương cười nói, thị trưởng Trần, ngài nghĩ nhiều rồi, nếu thật sự là bệnh nặng, chúng tôi cũng không dám giấu ngài đâu, nếu làm chậm trễ sự trị liệu của ngài, ai mà gánh cho nổi. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, không biết vừa rồi trong lúc bọn họ nói chuyện có phải đã để lộ ra dấu vết gì hay không, mà khiến Trần Hạo nảy sinh nghi ngờ. Trần Hạo nghe hắn nói như vậy, cũng hơi yên lòng, gã có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, nói Tiểu Trương à, lần này chỉ sợ tôi phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phía thị lý cậu giúp tôi xin nghỉ nhé, công tác thể dục thể thao cậu nắm cho tốt đấy. Gã nói tới đây lại có chút mệt mỏi, thở hổn hển lại nói, công tác chủ bị vận hội tỉnh đã đến thời điểm mấu chốt mà tôi lại bị bệnh, thật sự là không cam lòng. Cậu về sau phải vất vả hơn rồi, nhất định phải làm tốt công tác chủ bị vận hội tỉnh lần này đó. Trương Dương cười nói, thị trưởng Trần, không có ngài chỉ đạo tôi công tác thì không được đâu, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh đi, tranh thủ mau chóng điều dưỡng tốt sức khỏe, sớm ngày khôi phục công tác, chúng tôi đều chờ ngài trở về lãnh đạo đó. Trần Hạo cười cười, gã nói khẽ thật ra công tác thể dục thể thao các cậu đã làm rất khá rồi, Tiểu Trương, cậu rất có năng lực, làm cho tốt vào, tương lai tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Cửa phòng bị đẩy ra, một hộ sĩ bước vào, đặt một xấp giấy kiểm tra ở đầu giường. Thạch Thắng Lợi ngạc nhiên nói, không phải đã kiểm tra rồi ư? Sao còn nhiều đơn kiểm tra thế? Hộ sĩ đó cầm lịch bệnh, nói chỉ có kiểm tra toàn diện mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Hy vọng người nhà các anh sẽ phối hợp với công tác của chúng tôi. Thạch Thắng Lợi tức giận nói, hiện tại bác sĩ của bệnh viện đều không biết khám bệnh, chỉ biết kê đơn, trước đây là người khám bệnh, hiện tại thành toàn là máy khám, đổi lại là tôi cũng làm bác sĩ được. Trần Hạo mắng, Thắng Lợi, im mồm đi, đây là bệnh viện, mày phải biết tôn trọng nhân viên y tế, đừng có ăn nói linh tinh. Chương 585, bất ngờ. Trương Dương cầm đơn kiểm tra lên xem. Hắn tuy có học một chút Tây y, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ đọc không hiểu, nhất là trên đơn kiểm tra này còn có một số từ viết tắt của tiếng Anh, đối với hắn mà nói thì càng khó hiểu. Trần Hạo nói, mượn cơ hội này tôi kiểm tra kỹ một chút xem sao, điều chỉnh sức khỏe, tôi còn muốn cống hiến cho Đảng và quốc gì thêm vài năm công tác cách mạng nữa. Trương Dương đối với hiện trạng của Trần Hạo không khỏi có thêm vài phần đồng tình, sinh nhai sĩ đồ chính trị của Trần Hạo đang ở thời Hoàng Kim. Không ngờ lại vì trận bệnh đột nhiên ập tới này khiến cho mất hết tiền đồ, Trương Dương nói vài câu trấn an gã rồi cũng cáo từ đi trước. Thạch Thắng Lợi tiễn Trương Dương ra ngoài, gã cũng có chuyện muốn nói với Trương Dương. Trương Dương dừng lại ở trước thang máy, nói với gã, anh trở về đi, không cần tiễn đâu. Thạch Thắng Lợi nói, chủ nhiệm Trương, chuyện bên Hải Thiên thế nào rồi? Gã vẫn mong ngóng 5% cổ phần của Hải Thiên.
Trương Dương cười nói, chuyện bên đó anh không phải lo, anh là cổ đông, hàng năm ngồi chờ chia hoa hồng là được rồi. Thạch Thắng Lợi nói, lão gia nhà tôi bảo tôi tới khách sạn làm, bản thân tôi cũng không muốn đi, nhưng ông ấy lại cứ bức tôi. Trương Dương nói, đáng thương cho lòng cha mẹ anh cũng là không muốn anh cả ngày lăn lộn trên xã hội, anh lớn như vậy, không thể nào sống như thế cả đời được phải không? Lời cha mẹ Thạch Thắng Lợi nói gã có thể không nghe, cậu nói cũng có thể không nghe, nhưng lời Trương Dương nói gã không dám không nghe, trận đòn đau ở Hải Thiên lúc trước đã khiến cho gã thay đổi, sau chuyện gã cứ nhớ tới Trương Dương là cả người toát mồ hôi lạnh, về sau Trương Dương lại ra chủ ý để gã chơi đoàn Kim Long. Gã án chiếu theo phương pháp của Trương Dương quả nhiên đá được đoạn Kim Long ra khỏi Hải Thiên, bởi vậy gã đối với Trương Dương càng bội phục hơn, cho rằng người ta bất kể là dùng nắm đấm hay là dùng tâm nhãn đều mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Đối với một nhân vật như vậy, gã không thể không phục. Thạch Thắng Lợi gật đầu nói, chủ nhiệm Trương, tôi biết rồi, về sau tôi nhất định sẽ thay đổi, lại một lần nữa làm người. Trương Dương bật cười, vỗ vỗ vai nói, tôi không phải là cảnh sát, anh cũng không phải là tội phạm. Không cần phải nói với tôi như vậy. Thạch Thắng Lợi nói, nhưng tôi thật sự không muốn tới khách sạn làm, với đức hạnh của tôi, sau khi tới khách sạn làm, chỉ sợ là không có ai dám tới ăn cơm, tôi đối với nghiệp kinh doanh khách sạn cũng không có hứng thú gì, hay là anh nói với họ một tiếng, bảo họ đổi cổ phần của tôi thành tiền mặt được không? Trương Dương thầm nghĩ anh coi tôi quá khệnh rồi đó, hắn ngẫm nghĩ một chút, nếu Thạch Thắng Lợi đã không muốn đi thì cũng không cần phải bắt gã. Và lại thằng Ôn này cũng không phải hạng lương thiện gì, nếu tới Hải Thiên thì chỉ sợ sẽ mang lại phiền phức cho Viên Ba. Hắn nói khẽ thế này đi, anh tới Ủy ban Thể dục Thể thao làm đi, trước tiên là làm lâm thời, rồi xem biểu hiện công tác của anh, sau đó sẽ cân nhắc cho anh lên làm chính thức. Trương Dương làm vậy là có nguyên nhân, với bối cảnh của Thạch Thắng Lợi, lão gia tử nhà gã Thạch Trọng Hằng muốn tìm một công tác chính thức cho gã cũng không phải là khó khăn, chỉ cần Thạch Trọng Hằng mở miệng. Công tác tốt ở thành phố Nam Tích gã có thể mặc sức mà chọn, chỉ là gã không muốn đi làm, Trương Dương làm như vậy chẳng khác nào cấp cho Thạch Trọng Hằng một cái nhân tình, thu Thạch Thắng Lợi vào dưới trướng, chẳng khác nào buộc chặt bí thư khu ủy khu Thiên Hối Thạch Trọng Hằng lên thuyền của mình. Về sau khu Thiên Hối có chuyện gì mình căn bản không cần ra mặt giải quyết. Thạch Thắng Lợi đương nhiên sẽ không nghĩ được chu đáo như vậy, có điều gã tự do nhàn rỗi quen rồi, vừa nghe Trương Dương bảo gã tới Ủy ban Thể dục Thể thao làm, trong lòng gã thực sự không muốn. Nói khẽ chủ nhiệm Trương, ngài cũng biết tính của tôi mà, tự do nhàn rỗi quen rồi, tôi sợ phạm sai lầm sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của anh. Trương Dương cười nói, anh phạm sai lầm thử xem, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Thạch Thắng Lợi thầm kêu khổ, mình như vậy chẳng phải là có bệnh ư. Tới Hải Thiên làm có phải là tốt hơn không, việc gì lại đi nói với hắn những lời như vậy, hiện tại thì hay rồi, không những không đạt được mục đích, ngược lại còn tự chuốc lấy khổ. Nếu tới Ủy ban Thể dục Thể thao, cả ngày ở dưới mí mắt Trương Dương thì có lợi gì cho gã? Trương Dương cảm thấy mình hôm nay quả thực có chút tà hồ, khi rời khỏi Bệnh viện Nhân dân tỉnh lại gặp người quen, lần này là Liễu Ngọc Oánh, bà ta được lái xe đưa tới kiểm tra thai nhi, khi ô tô lái vào cửa lớn bệnh viện, vừa hay nhìn thấy Trương Dương, Liễu Ngọc hạ cửa kính xe xuống gọi tên Trương Dương. Trương Dương hôm nay xem như đã hiểu khái niệm trái đất tròn, thế giới này đúng là quá nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Hắn đi tới chiếc xe Hồng Kỳ chở Liễu Ngọc Oánh, Liễu Ngọc Oánh mở cửa xe bước xuống, bảo lái xe đưa xe tới bãi đỗ xe chờ, bà ta đã mang thai mấy tháng, bụng nhô cao. Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, gì Liễu? Liễu Ngọc Oánh gật đầu, mỉm cười nói, đến Đông Giang lúc nào vậy? Ngày hôm qua, có vị đồng sự bị bệnh, cháu vừa tới bệnh viện thăm. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi đến làm kiểm tra sức khỏe, có hẹn với chủ nhiệm Lý của sản khoa. Trương Dương nói, gần đây gì vẫn khỏe chứ? Liễu Ngọc Oánh gật đầu nói, vẫn tốt, cảm thấy trạng thái thân thể không tồi, chỉ là mấy ngày nay đứa bé đạp dữ quá, cho nên tôi tới làm kiểm tra toàn diện. Trương Dương vươn tay ra bắt mạch giúp bà ta, xác định thân thể Liễu Ngọc Oánh không hề có dị trạng gì, nói khẽ, dì Liễu yên tâm, dì không có chuyện gì đâu. Liễu Ngọc Oánh rất tin tưởng y thuật với Trương Dương, nếu hắn đã nói mình không có việc gì, vậy thì chắc chắn là không sao. Nếu không phải là có hẹn với chủ nhiệm Lý của sản khoa, bà ta hiện tại muốn quay về luôn. Nhìn thấy Trương Dương, bà ta không khỏi nhớ tới Sở Yên Nhiên, ở trong đáy lòng bà ta thủy chung coi Trương Dương và Sở Yên Nhiên là một đôi, tuy rằng bọn họ đã tuyên bố chia tay, nhưng Liễu Ngọc Oánh nhìn ra được, dư tình giữa hai người vẫn còn. Liễu Ngọc Oánh vốn muốn hỏi Trương Dương và Sở Yên Nhiên gần đây có hay liên hệ với nhau không,
nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào, thân là phu nhân tỉnh trưởng, tâm tư của bà ta cũng hơn hẳn người bình thường. Liễu Ngọc Oánh nói, công tác ở Nam Thích có thuận lợi không? Trương Dương gật đầu, vẫn ổn. Liễu Ngọc Oánh nói, chú Tống của cậu gần đây cũng rất bận, có rảnh thì tới nhà chơi, tôi nghĩ ông ấy rất muốn gặp cậu. Trương Dương lại không nghĩ như vậy, quan hệ giữa hắn và Tống Hoài Minh là thành lập trên cơ sở của Sở Yên Nhiên, hắn và Sở Yên Nhiên chia tay, Tống Hoài Minh yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên sẽ không hòa nhã với hắn. Lúc trước khi y tới khảo sát hạng mục sân bay mới đã từng tật ngôn lệ sắc đối với Trương Dương, đây cũng phải là bởi vì lòng dạ của Tống Hoài Minh có vấn đề mà người làm cha ai cũng vậy cả, không ai muốn nhìn thấy con gái mình ông chịu ủy khuất. Trương Dương nói, có thời gian cháu sẽ tới. Liễu Ngọc Oánh đương nhiên biết Trương Dương chỉ là nói cho có lệ, bà ta cũng không tiện vạch trần, nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, người trẻ tuổi tức giận cãi nhau cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng lại chẳng ai muốn cúi đầu. Do đó ngăn cách sẽ càng lúc càng sâu, cậu là con trai, nên chủ động một chút, tôi vẫn luôn hy vọng cậu và Yên Nhiên ở được với hau, thật sự không muốn nhìn thấy hai đứa như người xa lạ. Trương Dương chỉ gật đầu. Liễu Ngọc Oánh lại nói, Văn phu nhân cũng nghĩ như vậy, tối qua lúc chúng tôi nói chuyện điện thoại có nhắc tới chuyện của cậu và Yên Nhiên, chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho hai đứa. Nói tới đây, bà ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói tới đây, cậu lần này đến Đông Giang có phải là để đón Văn phu nhân hay không? Trương Dương không nói gì, nghĩ thầm La Tuệ Ninh đến lúc hắn cũng không biết. Liễu Ngọc Oánh lại không biết quan hệ giữa hắn và Văn gia bởi vì chuyện của Tần Manh Manh mà nảy sinh ngăn cách, mỉm cười nói, đêm mai bọn họ tới rồi, tôi lần này kiểu gì cũng phải bảo bà ấy dạy dỗ cậu một trận. Trương Đại Quan Nhân, nói, dì Liễu, dì mau đi kiểm ta đi, chậm trễ thì không hay đâu. Liễu Ngọc Oánh lúc này mới thời gian mình hẹn với chủ nhiệm Lý, chỉ lo nói chuyện với Trương Dương. Ngay cả chuyện kiểm tra cũng quên mất, bà ta cười nói, được rồi, tôi đi trước, đừng quên nhé, có rảnh thì tới nhà tôi chơi. Trương Dương nhìn Liễu Ngọc Oánh rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Hắn có một loại cảm giác bức thiết, muốn lập tức rời khỏi tòa thành thị Đông Giang này, hắn không muốn đối mặt với Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh, hắn và Sở Yên Nhiên đính hôn, mặc dù có thành phần bọn họ yêu nhau ở bên trong. Nhưng người thực sự thúc đẩy chính là mẹ nuôi La Tuệ Ninh, Trương Dương trước giờ không muốn nghĩ tới ý nghĩ đại biểu sau lưng chuyện này, nhưng chuyện đã phát triển tới hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, hắn và Sở Yên Nhiên đính hôn không chỉ là chuyện của hai người bọn họ. Cũng liên quan tới quan hệ của hai nhà Văn Tống, cha nuôi Văn Quốc Quyền chính là thông qua phương thức này để buộc chặt Tống Hoài Minh ở bên cạnh ông ta có mục đích chính trị của mình. Trương Dương thật sự không muốn nghĩ sâu hơn. Bất kỳ một tình cảm nào một khi bị đề thăng tới phạm chủ chính trị đều sẽ trở nên vô cùng mong manh, Trương Dương không muốn tiếp tục nghĩ nữa, hắn không muốn phá hỏng sự mỹ hảo của một số tình cảm nào đó ở trong lòng, nếu như có thể thì hắn thà vĩnh viễn bảo lưu cảm giác mỹ hảo này, cho nên Trương Dương tình nguyện lựa chọn trốn tránh. Khi Liễu Ngọc Oánh đi lên bậc thang dẫn tới phòng khám, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng Trương Dương đã đi xa, bà ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ tình cảm của người trẻ tuổi hiện tại bà ta không thể nào hiểu được. Bà ta quay người bước về phía cửa lớn, vén rèm cửa ra, bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh một cái, Liễu Ngọc Oánh kinh hô một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, ngã xuống đất, bà ta theo bản năng dùng hai tay bảo vệ bụng, đây là phản ứng bản năng của một người mẹ, cho dù bị ngã mặt mũi bầm dập, bà ta cũng phải bảo vệ thai nhi trong bụng, cú ngã này rất mạnh, không đợi bà ta nhìn rõ tình huống chung quanh liền cảm thấy có người đá mạnh lên bụng bà, một cước này đá lên hai tay bà ta. Mặc dù có hai tay bảo vệ, nhưng Liễu Ngọc Oánh vẫn cảm giác được vô cùng đau đớn, bà ta kinh hãi hét lên. Trương Dương vẫn chưa đi xe, trong đầu hắn vẫn còn nhớ tới chuyện phát sinh vừa rồi, tuy rằng hồn vía đã bay lên 9 tầng mây, nhưng tiếng thét chói tai của Liễu Ngọc Oánh vẫn dẫn tới sự chú ý của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Ngọc Oánh đang lăn lộn trên bậc thang, nhìn thấy chung quanh có một đám người xúm lại về phía bà ta. Trương Dương thầm kêu không ổn, hắn cố không nghĩ nhiều. Dùng tốc độ kinh người lao tới bên cạnh Liễu Ngọc Oánh, đẩy hết đám người đang vây xem ở chung quanh ra, hét lớn, mau tránh ra hết cho tôi. Liễu Ngọc Oánh khuôn mặt trở nên trắng bệch, bụng đau như bị dao dâm, bà ta cảm thấy giữa hai chân có một cỗ nhiệt lưu chảy ra, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Lúc này bà ta nhìn thấy Trương Dương, tóm lấy cánh tay của Trương Dương, giống như người chết đuối vớ được cọc, bà ta nắm thật chặt, thậm chí móng tay còn cắm lên tay Trương Dương, bà ta cầu xin, Trương Dương. Cứ đứa bé của gì, cứ lấy đứa bé của gì. Trương Dương cố nén kinh hoàng, bất chấp ánh mắt của nhiều người,
vừa tay ra liên tiếp điểm lên mấy huyệt đạo của bà ta, tay phải thì để ở bụng dưới của bà, một cỗ nội lực ôn hòa rót vào trong cơ thể của bà ta, Liễu Ngọc Oánh cảm giác được cơn đau đã giảm. Người vây xem ở xung quanh càng lúc càng nhiều, hộ sĩ và bác sĩ của bệnh viện nghe nói ngoài cửa có thai phụ bị ngã, cũng vội vàng chạy tới. Một bác sĩ của phòng cấp cứu muốn chạy tới kiểm tra cho Liễu Ngọc Oánh, lại bị Trương Dương giận dữ quát cút ngay, bất kỳ ai cũng không được đụng tới bà ấy. Liễu Ngọc Oánh cắn chặt môi, mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, lúc này lái xe của Tống Hoài Minh cũng nghe thấy tin chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hôm nay tỉnh trưởng Tống đặc biệt bảo hắn cùng đi với Liễu Ngọc Oánh tới đây kiểm tra thai nhi, lại dặn dò hắn phải chiếu cố cho tốt. Không ngờ chỉ đi đỗ xe có một lát mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu mẹ con Liễu Ngọc Oánh có một ai xảy ra chuyện gì, đời mình coi như xong rồi, tên lái xe đó sợ tới mức run run. Gọi viện trưởng của các người tới cho tôi, vị này là phu nhân của tỉnh trưởng Tống. Tất cả lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân tỉnh đều bị kinh động, phu nhân của tỉnh trưởng Tống ở cửa lớn phòng khám bệnh bị người ta đẩy ngã, hơn nữa bà ta còn đang mang bầu, đây không phải là chuyện nhỏ, đừng nói là phu nhân tỉnh trưởng, cho dù là người bình thường. Ảnh hưởng này cũng cực kỳ ác liệt, bệnh viện phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh lúc này đang tổ chức chuyên gia các phòng tới hiện trường, lại nhìn thấy nhân viên y tế ở chung quanh vây thành một vòng, một người tuổi còn trẻ đang khẩn cấp thi cứu cho Liễu Ngọc Oánh, tay phải của cảm giác được đặt lên bụng của Liễu Ngọc Oánh, cảm giác được tim đập của thai nhi dần dần khôi phục bình thường, trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng, không có việc gì, thai nhi không có việc gì. Liễu Ngọc Oánh nghe hắn nói như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại, trong hai mắt ánh lệ lấp lánh. Trương Dương ôm lấy Liễu Ngọc Oánh, cẩn thận đặt bà ta lên xe đẩy, lúc này tất cả mọi người đều lưu ý vết máu trên đất. Chủ nhiệm Lý của sản khoa vừa chạy tới cũng kiểm tra khẩn cấp cho Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương, đứa bé của dì thật sự không sao chứ? Trương Dương gật đầu, dì yên tâm, cháu cam đoan mẹ con dì sẽ được bình an. Chủ nhiệm Lý nhíu mày nói, người trẻ tuổi, xin anh đừng ở đây làm cản trở chúng tôi chữa bệnh. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi chỉ tin Trương Dương. Khi Tống Hoài Minh chạy đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tình huống của Liễu Ngọc Oánh đã ổn định. Xét tình huống hiện tại của bà ta, bác sĩ đã tiến hành truyền máu cho bà ta, đả châm cho bà ta, căn cứ kết quả giám hộ tim thai, thai nhi trước mắt cơ bản đã bình thường, chỉ là ở giữa cuống rốn và vách tử cung hình thành xương tấy. Chuyên gia cũng tỏ vẻ khá cẩn thận đối với điều này. Cho rằng mẹ con Liễu Ngọc Oánh vẫn khá là nguy hiểm, khả năng cuống rốn rụng sớm là rất lớn. Tống Hoài Minh đi tới trước mặt vợ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, y cầm tay Liễu Ngọc Oánh, tràn ngập thương tiếc nói, Ngọc Oánh, sao lại như vậy? Liễu Ngọc Oánh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của trưởng phu, bà ta lại an ủi ngược Tống Hoài Minh, Hoài Minh, em tôi không sao, Trương Dương đã đáp ứng em, cậu ấy cam đoan mẹ con em sẽ bình an. Tống Hoài Minh nghe thấy, của Trương Dương, lông mày không khỏi nhướn lên, nói khẽ Trương Dương đã ở đây. Liễu Ngọc Oánh yếu ớt nói, may mà cậu ấy chạy đến đúng lúc, vừa rồi cậu ấy đi ra ngoài bốc thuốc cho em rồi. Tống Hoài Minh nghe nói Trương Dương cũng ở đây, trong lòng cảm thấy an tâm hơn, y biết rất rõ y thuật của Trương Dương, chỉ cần Trương Dương cam đoan vợ và đứa nhỏ tương lai không có việc gì thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Y ôn nhu nói, Ngọc Oánh, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đi tìm hiểu tình huống một chút. Liễu Ngọc Oánh nắm lấy tay Tống Hoài Minh, ghé vào tai y thấp giọng thì thầm vài câu. Tống Hoài Minh nghe bà ta nói xong, hàng lông mày rậm không khỏi nhíu chặt lại, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Nếu vợ chỉ là bị người ta đụng phải, Tống Hoài Minh còn có thể quy kết chuyện này là ngẫu nhiên. Nhưng khi vợ ngã xuống đất không ngờ có người đá bà ta một cái, đây căn bản chính là một lần công kích có ý định. Thân là một người chồng, là một người cha, y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho loại ác hành này. Tống Hoài Minh cố nén để sự phẫn nộ trong lòng không lập tức phát sinh, y an ủi vợ, em không cần phải lo, chuyện này anh sẽ xử lý. Tống Hoài Minh đi ra khỏi phòng bệnh, lái xe vẻ mặt sợ hãi đi tới, hắn gọi một tiếng tỉnh trưởng Tống, suýt nữa thì rơi nước mắt. Tống Hoài Minh hiện tại không có tâm tình nghe hắn giải thích, khoát tay nói, để sau hắn nói. Bí thư, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh tất cả đều chờ ở ngoài hành lang, vừa rồi Tống Hoài Minh vội vã đi thăm vợ. Cho nên không ai dám đi tới chào hỏi y, lúc này nhìn thấy y đi ra, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thi Bắc Triển mặt đầy vẻ áy náy đi tới, tỉnh trưởng Tống, thật sự rất xin lỗi, đều trách bệnh viện của chúng tôi quản lý không tốt cho nên mới xảy ra chuyện này. Tống Hoài Minh sắc mặt rất không tốt, y nói khẽ, viện trưởng Thi,
lúc ấy khi vợ tôi ngã có ai thấy rõ tình huống cụ thể không? Thì bác Triển nói, tôi vừa rồi đã hỏi bảo vệ khoa, bởi vì đang là giờ cao điểm bệnh nhân tới khám, tình huống ở hiện trường rất lộn xộn, cho nên không ai thấy rõ tình huống cụ thể mà Tống phu nhân ngã ra sao. Hiện tại nhân viên bảo vệ của chúng tôi vẫn đang điều tra, chỉ cần có tin tức chúng tôi hướng sẽ báo cáo với ngài. Tống Hoài Minh cân nhắc một chút, tốt nhất là không nên nói ra chuyện vợ bị người ta đẩy ngã rồi đá lên bụng cô ta một bước, căn cứ vào cách nói của phía bệnh viện, tình huống ngay lúc đó chắc là khá phức tạp, có lẽ thật sự không có ai thấy rõ tình huống cụ thể. Thì bác Triển cẩn thận hỏi, tỉnh trưởng Tống, phu nhân của ngài đã nói gì à? Tống Hoài Minh nói, không có gì, đúng rồi, tình huống của cô ấy thế nào? Thì bác Triển thở dài nói, không lạc quan lắm, bởi vì khi ngã sấp xuống, giữa cuống rốn và vách tử cung hình thành xương tấy, rất có thể khiến cho cuống rốn rụng sớm, kế đó khiến xuất huyết bên trong tử cung, phải nằm viện quan sát, ngài yên tâm, chúng tôi đã tụ tập tất cả chuyên gia kỹ thuật của bệnh viện để thành lập một tổ trị liệu, cố gắng đảm bảo Tống phu nhân khôi phục khỏe mạnh. Cách diễn đạt của Thi bác Triển hiển nhiên đã lưu lại dư địa cho y và bệnh viện, y không dám cam đoan mẹ con Liễu Ngọc Oánh bình an, vừa rồi y đã hỏi mấy vị chuyên gia khoa phụ sản. Mấy vị chuyên gia không ai nắm chắc có thể giữ được thai nhi của Liễu Ngọc Oánh, cho dù hiện tại giữ được thì ai có thể đảm bảo đứa nhỏ này về sau không sao. Tống Hoài Minh có chút phản cảm đối với lời nói của Thi bác Triển, y mạnh mẽ nói, cái tôi cần không phải là nỗ lực, mà là trị liệu khoa học, bảo đảm vợ tôi và đứa nhỏ bình an vô sự. Chán Thi bác Triển đã bắt đầu đổ mồ hôi, y không dám cam đoan, nói ra thì rất dễ, nhưng nếu chẳng may không làm được, Tống Hoài Minh sẽ không tha cho y. Thì bác Triển là chuyên gia y học, đồng thời y cũng là người quản lý bệnh viện, có thể nói y giống quan viên nhiều hơn là giống một vị bác sĩ. Cái mà Thì bác Triển hiện tại nghĩ đến là làm như thế nào hạ trách nhiệm của bệnh viện xuống thấp nhất. Y nhớ tới Trương Dương, lập tức linh cơ khẽ động, tỉnh trưởng Tống, tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Tống phu nhân có thể phối hợp trị liệu với chúng tôi. Vừa rồi khi đang cứu cô ấy có chút mâu thuẫn đối với phương án trị liệu của chúng tôi, tình nguyện tin một người ngoài nghề không có kinh nghiệm hành y. Tống Hoài Minh thầm nghĩ các người nói Trương Dương là người ngoài nghề thì chỉ sợ cái đám được gọi là chuyên gia các người cộng hết lại cũng không bằng được Trương Dương. Khi y đang định lên tiếng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trương Dương từ hành lang truyền đến, người ngoài nghề là nói tôi đấy à? Thì bác Triển có chút kinh ngạc há hốc miệng, Trương Dương mới đi ra khỏi thang máy, còn cách bọn họ ít nhất 50 thước, theo lý bọn họ nói chuyện thằng ôn này không thể nào nghe được, nhưng người ta lại vẫn nghe thấy. Thì bác Triển giống như trộm đồ bị người ta bắt quả tang, mặt đỏ bừng lên. Trong tay Trương Dương xách một cái túi, bên trong tất cả đều là thuốc đông y. Tuy rằng thì bác Triển sau lưng châm chọc hắn là người ngoài nghề, nhưng Trương Dương không hề có ý so đo với y, đi tới trước mặt Tống Hoài Minh, trước tiên chào một tiếng chú Tống, Trương Dương gọi như vậy là rất có học vấn. Tôi hôm nay giúp ông không phải là bởi vì nể mặt ông là tỉnh trưởng, mà là bởi vì ông là cha của Yên Nhiên, không phải là tôi nịnh bợ ông. Tống Hoài Minh cũng hiểu rõ ý của Trương Dương khi gọi y là chú Tống, y gật đầu, trên mặt khó lắm mới nở ra được nụ cười, Trương Dương, thật sự là đa tạ cậu. Trương Dương nói, dì Liễu đối tốt với cháu như vậy, cháu khẳng định là phải giúp dì ấy hết sức. Tống Hoài Minh nghe ra ẩn ý trong câu này, là ám chỉ tôi đối với cậu không tốt ư. Trương Dương và Tống Hoài Minh cùng nhau đi vào phòng bệnh, bệnh viện hiện tại cũng chỉ có thể giám hộ tim thai, hộ sĩ chuyên gia đứng ở bên giường chăm sóc. Thật ra ngay cả phòng giải phẫu cũng đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần xuất huyết nhiều sẽ tức khắc đưa Liễu Ngọc Oánh tới phòng giải phẫu, bảo đảm tính mạng cho người mẹ quan trọng hơn. Vị chuyên gia sản khoa chủ nhiệm Lý vừa mới một lần nữa kiểm tra sức khỏe cho Liễu Ngọc Oánh, bà ta cho rằng tình huống không được lạc quan lắm, căn cứ vào biểu hiện, giữa cuống rốn và vách tử cung xương tấy rất lớn. Hơn nữa có xu thế tiếp tục lớn hơn, nếu là bệnh nhân bình thường bà ta sớm đã khuyên bệnh nhân phẫu thuật. Trước mắt Liễu Ngọc Oánh mang thai mới được có 6 tháng, khả năng giữ được đứa bé là cực nhỏ, nhưng thân phận phu nhân tỉnh trưởng của Liễu Ngọc Oánh khiến bà ta không dám nói. Liễu Ngọc Oánh nói, chủ nhiệm Lý, tình huống của tôi thế nào? Chủ nhiệm Lý nói, xương tấy còn đang tăng, trong tử cung chắc còn có xuất huyết, cho nên. Bà ta do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói ra đề nghị của mình, tôi đề nghị tốt nhất hay là lập tức phẫu thuật. Bằng không một khi trong tử cung xuất huyết nhiều, bà sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Liễu Ngọc Oánh kiên quyết nói, không. Chủ nhiệm Lý còn muốn khuyên nữa thì Trương Dương và Tống Hoài Minh cùng nhau đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Trương Dương, trong ánh mắt Liễu Ngọc Oánh nhất thời tràn ngập hy vọng, Trương Dương, chủ nhiệm Lý nói trong tử cung của dì xương tấy vẫn đang không ngừng gia tăng,
bà ấy đề nghị gì lập tức giải phẫu. Chủ nhiệm Lý tràn ngập nghi ngờ nhìn Trương Dương, cầm trong tay hai tấm phim đưa ra, này, anh có biết đọc phim không? Màu đen bên trên chính là sưng tấy, so với vừa rồi lại lớn hơn rất nhiều, rất nguy hiểm. Trương Dương không để ý đến bà ta, đưa túi cho Tống Hoài Minh, chú Tống, phương thuốc ở bên trong, chú bảo phía bệnh viện phái người lập tức đi xác thuốc đi đã. Tống Hoài Minh gật đầu, đưa túi thuốc cho Thi Bác Triển, viện trưởng Thi, phiền anh giúp. Nếu là Trương Dương giao cho y, thì Bác Triển khẳng định sẽ không nhận, nhưng hiện tại Tống Hoài Minh ra lệnh cho y làm, y không thể không tòng mệnh, vội vàng cầm túi thuốc chạy đi, trong lòng lúc này mâu thuẫn đến cực điểm, tỉnh trưởng Tống sao lại mù quáng theo nghe theo người trẻ tuổi này, một khi xảy ra chuyện thì chỉ sợ là phiền phức lớn lắm. Trương Dương lại nói với Tống Hoài Minh, bảo người không liên quan lui ra ngoài, ở đây chỉ cần có chú và cháu là được rồi. Tống Hoài Minh tuy rằng trong lòng không vững tâm lắm, nhưng hiện tại trừ tin Trương Dương ra thì y cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Cho tới giờ, y thuật của Trương Dương vẫn chưa từng khiến y thất vọng. Tống Hoài Minh mời tất cả hộ sĩ bác sĩ ra ngoài, ai cũng bảo nhân viên y hộ ở trước mặt bệnh nhân là bình đẳng. Nhưng trong hiện thực tuyệt đối không có chuyện như vậy, nếu không phải thân phận của Tống Hoài Minh sờ ra đó, phía bệnh viện tuyệt sẽ không để y tùy tiện chỉ huy như vậy. Tống Hoài Minh đóng cửa phòng lại. Trương Dương lấy hộp châm ra, châm đèn cồn đã chuẩn bị từ trước rồi hơ châm, sau đó châm lên hai chân hai tay của Liễu Ngọc Oánh. Nhìn châm không ngừng nảy lên theo mạch của vợ, Tống Hoài Minh khẩn trương nhắm hai mắt lại, y cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, không biết vì sao, y bỗng nhiên nhớ tới trận động đất nhiều năm trước, y nhớ tới người vợ đã chết của mình, loại cảm giác đau đớn sinh ly tử biệt đó khiến y vĩnh viễn không thể nào quên được, y không muốn phải trải qua một lần nữa. Liễu Ngọc Oánh rên khẽ một tiếng, khiến Tống Hoài Minh bỗng nhiên mở bừng mắt, lại thấy Trương Dương đã đâm kim vào phần bụng của Liễu Ngọc Oánh, sau đó thì cởi giày, đỡ Liễu Ngọc Oánh dậy, khoanh chân ngồi sau lưng bà ta. Trương Dương nhìn Tống Hoài Minh một cái, nói phiền chú Tống hộ pháp cho cháu. Câu này khiến Tống Hoài Minh ngây ra, thằng ôn này cho rằng là đang đóng phim võ hiệp à. Song trưởng của Trương Dương đặt lên lưng Liễu Ngọc Oánh, nội tức giống như gió xuân tháng 3 chậm rãi rót vào kinh mạch của Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh sau khi ngã sấp xuống đã động tới thai khí, Trương Dương phải dùng nội lực chữa trị kinh mạch của bà ta, vì hành công cho phụ nữ có thai phải cẩn thận hơn cho người thường vô số lần. Nội tức rót vào trong cơ thể của Liễu Ngọc Oánh đi qua kinh mạch của bà ta truyền vào trong cơ thể thai nhi, nếu nắm bắt lực lượng không tốt, có thể sẽ tạo thành tổn thương cho kinh mạch của thai nhi. Trương Dương sau khi từ trong tay Lý Tín Nghĩa có được bản tiên thiên công đó, trải qua nghiên cứu tu luyện trong một đoạn thời gian cũng đã có tâm đắc. Vì chữa thương cho Liễu Ngọc Oánh cho nên hắn cũng là lần đầu tiên thử chữa trị cho phụ nữ mang thai. Trương Dương phải ở trong thời gian ngắn nhất, ngăn xuất huyết trong cơ thể Liễu Ngọc Oánh. Nếu như Liễu Ngọc Oánh có căn cơ nội công, muốn là được điều này cũng không khó. Nhưng đối mặt với một người không hề có căn cơ võ công, Trương Dương phải chia trị liệu làm hai bước. Đầu tiên dùng nội lực phong bế sưng tấy, tránh cho trong tử cung của Liễu Ngọc Oánh xuất huyết thêm. Thứ hai là từng bước lợi dụng châm cứu, rồi dùng thuốc. Làm tan đi sưng tấy trong tử cung. Nội tức của Trương Dương rót vào trong kinh mạch của Liễu Ngọc Oánh, lại dọc theo kinh mạch của bà ta chậm rãi chảy vào trong cơ thể thai nhi. Thai nhi tựa hồ cảm giác được dị trạng, đạp liên hồi. Trong lòng Liễu Ngọc Oánh khẩn trương đến cực điểm, cắn chặt hai môi, bà ta đối với Trương Dương đã biểu hiện ra sự tín nhiệm đầy đủ. Sau khi thai nhi vận động kịch liệt khoảng một phút đồng hồ, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, Liễu Ngọc Oánh cảm giác được một cỗ thanh lưu dọc theo toàn thân của bà ta mà lưu động tuần hoàn. Cơn đau ở bụng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tống Hoài Minh vợ, hai tay nắm chặt vào nhau, quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, thân là một tỉnh trưởng, hiện tại vào những lúc như thế này trừ cầu nguyện ra, y cũng chẳng biết làm gì khác. Đỉnh đầu Trương Dương đã có sương màu trắng lượn lờ bốc lên, quanh người Liễu Ngọc Oánh mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện ra một chút đỏ ửng. Trương Dương chậm rãi thu hồi nội tức, vận chỉ như gió, theo thứ tự điểm vào huyệt đạo của Liễu Ngọc Oánh. Liên tục điểm 36 đại huyệt trên thân thể của bà ta, vừa mới kết thúc một giai đoạn trị liệu liền mở mắt ra, thu hồi kim chân. Liễu Ngọc Oánh nhắm chặt hai mắt, vẫn không dám mở ra. Trương Dương nói, dì Liễu, dì trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi đã. Tống Hoài Minh nghe thấy hắn nói như vậy mới chạy tới giúp vợ nằm xuống, quan tâm nói, Ngọc Oánh, em cảm thấy hiện tại thế nào rồi? Liễu Ngọc Oánh nói, bụng không đau, nhưng vừa rồi đứa nhỏ động ghê lắm. Sao giờ lại bất động? Bà ta cũng không khỏi lo lắng, Tống Hoài Minh cũng có chút khẩn trương, chạy nhanh ra ngoài gọi chuyên gia vào, chủ nhiệm Lý chụp X-quang cho Liễu Ngọc Oánh,
Từ trên ảnh có thể nhìn thấy thai nhi ở trong tử cung rất bình thường, tim thai cũng rất đều, khiến chủ nhiệm Lý ngạc nhiên không thôi. Xương tấy vừa rồi còn nhìn thấy chẳng những không tiếp tục to ra mà ngược lại đã nhỏ đi một nửa. Bà ta không tin vào hai mắt mình, ra sức chớp mắt, một lần nữa quan sát lại chỗ xương tấy, nói, sao lại như vậy? Trương Dương đứng ở bên cạnh, vừa cất kim vừa mỉm cười nói, không nhìn thì không biết, thế giới này thực là kỳ diệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 585.